Rồi. Chữ responsive đổi thành chữ responsible thầy, em hiểu không? Là bỏ chữ responsive đổi thành chữ responsible. Đề số 4, câu số 50, tìm lỗi sai, sửa responsive thành responsible. Thì chắc chắn là hai câu phía trước đó là về từ vựng. À, về ngữ pháp thì chắc chắn câu còn lại phải là về từ vựng là câu khó, câu dài là câu về từ vựng. Thì tìm cái nào mà liên quan về từ vựng. Mà chưa mặt máy đúng nghi nghi á. Bây giờ các bạn coi thì các bạn nghĩ các bạn chọn gì? Phân tích nha. The most effective IT function là gì đây? Cái chức năng IT mà nó hiệu quả nhất. Chức năng thì nó hiệu quả ổn không? Ổn mà đúng không? Effective có thể ổn hóa. Được chưa? Cho nên câu A mình có thể loại bỏ. Được chưa? Đó chính là một cái mà như một cái là cái gì? Để thì nó ra tìm gọi là cái câu này đang refer to là nói về cái gì? Qua là nói về cái gì? Là cái function đó. Được chưa? Là một cái chức năng mà nó responsible to mà nó gì đây? Nếu mà dịch các bạn responsible to bằng dịch là gì? Mà nó chịu trách nhiệm cho cái needs là gì? Cái nhu cầu của cái doanh nghiệp mà nó serve, mà nó phục vụ. Được chưa? Nó là cái chức năng là cái IT đó. Được chưa? Đó, mà nó chịu trách nhiệm cho cái nhu cầu của cái doanh nghiệp mà nó phục vụ. Which intern là gì? Intern là gì mấy đứa? Thầy dạy mấy đứa trước giờ thầy dạy mấy đứa intern chưa? Rồi đúng không? Intern là gì? Đổi lại hoặc là do đó. Được các bạn, insert thì là đổi lại hoặc là do đó các bạn ha. Đó, đổi lại hoặc là do đó. Được chưa? Đó, ví dụ như là gì? À, tôi đưa bạn cái này á, đổi lại là bạn đưa cho tôi cái khác. Mà nó tương đương, được các bạn. Đó. Rồi, đổi lại thì insert nó cái gì sai mới đó. Các bạn nhớ là những cái mà tìm lỗi sai về từ vựng thường là những từ mà nó dài dài nha. Được chưa? Thường thôi. Được chưa? Thì chắc chắn mình có thể loại bỏ câu C luôn. Được chưa? Và do đó thì nó đã exceed the expectation. Thầy đã từng dạy các bạn cụm này rất nhiều lần luôn. Exceed là gì? Mà nó đã vượt quá, không hài lòng, nó đã gì đấy? Vượt quá cái mong đợi. Được chưa? Hồi trước thầy dạy các bạn đó chính là measure up to, đúng không bạn? Measure up to. Hoặc là gì? Live up to expectation. Được chưa? Đó thì nó chính là gì? Đạt được như kỳ vọng. Được chưa? Đây measure up to hoặc live up to đạt như kỳ vọng, nhưng nó không có đáng nghĩa. Exceed to là gì? Vượt quá kỳ vọng. Được chưa bạn? Đó thì trước giờ thầy các bạn dạy các bạn exceed the expectation thì có sai không? Có gì sai không? Exceed the expectation thì có gì sai không? Thì chắc chắn không sai. Thì câu này sai chỗ nào nhất? Câu B C. Mình đang phân vân, có thể mình đang phân vân giữa câu B và câu C. Câu này chọn gì? Trước giờ các bạn thấy này, trước giờ responsible có gì responsible to không? Nó phải là responsible for. Cho nên nhìn vô cái này, thầy chắc chắn là nhìn vô biết thầy sao responsible rồi. Được chưa? Cho nên responsible nó sẽ đổi lại thành responsive thầy. Được chưa? Là câu này kiểu như thầy viết ra mà thầy chưa kiểu như sửa chữ responsive thành chữ responsible, hiểu không? Thì mấy đứa viết lại responsible thành responsive. Được chưa? Thì các bạn nhớ respond là gì? Các bạn respond là gì? Respond to là gì? Phản ứng lại thôi, được chứ? Đó thì responsive to là tính từ, nó chính là gì? Phản ứng, hoặc là đối với trường hợp này responsive to the needs là gì? Cái gì nhu cầu? Phản ứng lại nhu cầu là như là mình đáp ứng nhu cầu thôi, hiểu không bạn? Đó responsive to đó chính là mình đáp ứng hoặc là gọi là mình phản ứng lại. Nhớ thầy ha. Đó thì câu này là nó sử dụng hai cái từ mà nó có cái đầu đó chính là gì? Respond, cái bạn nghĩ giống nhau nhưng mà nghĩ khác nhau, được chưa? Đó để giúp thầy. Rồi xong ha, rồi làm thì thầy bài được lỗ từ câu số 26 tới câu số 30. Bài được lỗ vẫn là trang đó luôn nha. Rồi bài được lỗ này khá là dễ, được lỗ từ nay về sau đề thi nó ra rất là dễ các bạn, kể cả bài đọc nữa. Rồi polluting the environment thì bài này liên quan về môi trường các bạn ha. Polluting the environment là gây ô nhiễm môi trường, là chứ cái việc mà gây ô nhiễm môi trường. Vehicle exhaust fumes là gì các bạn? Vehicle là gì? Phương tiện giao thông thì nó exhaust fumes là gì? Nó thải ra khí thải. Được chưa bạn? Exhaust động từ nó thải ra, fumes đó chính là khí thải. Được chưa? Phương tiện giao thông thì nó thải ra khí thải. Được chưa? Leader, thầy dạy rất bạn rất nhiều lần, leader là rác thải. Đi theo cái động từ gì? Xả rác là gì? Không khó. Có thể throw cũng được. Thầy có thể dùng gì? Chữ leave hoặc là chữ gì? Leave hoặc là chữ gì đúng rồi đó? Drop. Được chưa bạn? Đó xả rác, thầy dạy các bạn rồi, leave hoặc là drop leader. Được chưa? Đó, ok. À cái này thầy không dịch là vehicle exhaust fumes, thầy không dịch là gì? Phương tiện mà nó thải ra khí thải đâu, cái gọi là gì? Khí thải từ phương tiện, nó đang là danh từ chứ không phải là một câu.
các bạn nhớ exhaust fumes, đó chính là các bạn bỏ chữ exhaust thì bỏ S này đi, bỏ S này, đó chính là những cái khí thải từ phương tiện. Nhớ thầy exhaust fumes nha, khí thải từ phương tiện, rác thải và nhiều cái gì đó, waste product là gì các bạn, nhiều những cái, waste product là gì, waste product là những cái sản phẩm mà nó chất thải khác, được chưa? Đó thì cái này chắc chắn là nhiều chất thải khác hay nhiều chất thải nữa. Cái này số nhiều và số ít các bạn, product số nhiều rồi đúng không? Thì chắc chắn chọn gì? Câu A hay là câu D? Câu D chứ. Order phải sao mà thêm S? Order cũng có thêm S nhưng mà nó có mang nghĩa là khác nữa không? Đó chính là gì? Những người khác, những vật khác hồi trước thầy phân tích cho bạn order chứ. Rồi đúng không? Thì các bạn phải chọn thầy câu D, order khác. Được chưa? Many other waste products và những cái chất thải khác thì nó được gọi là pollutants. Pollutants là chất gây ô nhiễm. Được chưa? Pollutants, chất gây ô nhiễm, nó có thể detrimental to. Detrimental, thầy dạy đúng không? Lâu rồi, đó chính là gì? Gây hại, có hại đến. Được chưa? Thầy nhớ là cái từ này là xuất hiện trong đề thi năm của thầy đó. Tìm từ đồng nghĩa, detrimental. Từ này là nghĩa là khó nhưng mà dễ. Được chưa? Những cái chất thải này nó có thể gây hại tới sức khỏe của chúng ta. Và nó một lần nữa nó cũng gây hại cho động thực vật. Được chưa? Bây giờ đề thi nó sẽ không ra động thực vật là dùng chữ animal và plant, người ta sẽ dùng cái từ nào các bạn? Floral and fauna. Được chưa? Cái này chị Hai cũng biết rồi ha. Floral and fauna. Cái này làm sao các bạn biết cái nào là thực vật, cái nào là động vật? Thầy biết rồi á. Nhưng mà làm sao lỡ vô được thì mình quên sao? Flower là thực vật, hiểu không các bạn? Đó cái mẹ thôi. Được chưa? Nó gây hại động thực vật. Releasing là gì? Cái việc các bạn nhớ phải dịch cái thầy cái việc ở đây thải ra những cái chất thải mà nó, những cái chất thải hóa học, được chưa? Thầy ôm lại thầy chữ release, còn ngoài chữ release còn có từ nào mà kiểu như là thải ra? Release nè. Rồi gì nữa? Discharge. Đề thi năm của thầy cũng ra cái từ này luôn. Đề thi của thầy là toàn là về vấn đề về môi trường thôi, đâu có gì nữa. Xả, đổ ra, thải ra, dump, đúng không? Được chưa các bạn? Đó, release, discharge hoặc là dump. Cái việc mà thải ra những cái chất thải về những chất thải hóa học từ những cái factory, từ nhà máy và những cái power station là những cái trạm năng lượng, được chưa? Thì nó one of, một trong những cái cách mà nó chính, các bạn nhớ sâu one of phải luôn là số nhiều, một trong những cái gọi là nguyên nhân chính mà, được chưa, chúng ta pollute our surrounding, hay nhé, surrounding đó chính là các bạn môi trường xung quanh, khu vực xung quanh, tại vì đúng hơn là cái môi trường xung quanh, được chưa? Rồi câu B, câu C khỏi biết được, câu A, câu C khỏi biết được, nhưng mà câu D chắc chắn vậy rồi, đó chính là border là gì? Cái biên giới, thầy dạy đó là border, biên giới. Đó, ví dụ như là có thể đề thi nó ra gì? Vào ngày 15 tháng 3 gì đó, Việt Nam là mở cửa biên giới, thì dùng cái border này nè, nó liên quan tới co-location, được chưa? Rồi, tiếp tục, these waste substances như các bạn, những cái chất, được chưa? Những cái chất thải này, nó chính là những cái kết quả mà không mong muốn của cái đời sống hiện đại. Được chưa? Rồi, pollution itself, bản thân của cái việc mà ô nhiễm á, thì nó không còn là một điều mới mẻ nữa. 100 năm về trước thì factory send out great clouds of poisonous smoke là gì? Cái này dễ quá ha, đó chính là nhà máy nó đã gì đấy? Thải ra rất là nhiều những đám mây, làm gì tuyệt vời nữa, rất là nhiều đám mây mà nó gì đấy? Đám mây mà nó khói gì? Poisonous thì khói mà nó độc hại, được chưa? Poisonous độc hại các bạn ha. Rất là nhiều khói độc hại và việc ô nhiễm môi trường thì ngày nay nó đã gì đây? Nó đã lây lan tới mọi ngóc ngách của trái đất. Được chưa? Thầy dạy các bạn chữ corner, ngóc ngách rồi, nhưng mà trước thầy dạy các bạn là gì? Around the corner, đúng không? Ví dụ Tết is around the corner, Christmas is around the corner, là gì? Around the corner đó chính là gì? Nó gần sắp tới gì đó. Được chưa các bạn? Đó, ok, nhớ thầy around the corner ha. Rồi, những cái nhà khoa học của chúng ta have much to learn là gì? Những cái nhà khoa học của chúng ta đã gì đây? Have much to learn là gì? Các bạn không có đã nữa. Có nhiều thứ để học hỏi, để biết. Cái nào không gì là học nữa, để biết. Được chưa? Đó là gì đây? Là những nhà học, khoa học của chúng ta là có rất nhiều để mình tìm hiểu. Rồi chấm chấm chấm. Chúng ta không biết nhiều về cách để restrain population. Restrain là gì? Dễ mình hạn chế. Được chưa bạn? Restrain là ngăn chặn cũng được. Được chưa? Ngăn chặn, hạn chế. Các bạn coi nè, hiểu như là những cái nhà khoa học là có rất nhiều thứ để gọi là học hỏi, hay là có nhiều thứ để mình nghiên cứu. Được chưa? Đó, chúng ta vẫn chưa biết được nhiều về cách để gọi là ngăn chặn ô nhiễm. Thì rõ ràng hai vế là như thế nào? Nó trái hay là nguyên nhân kết quả hay là nó song song?
nguyên nhân kết quả. Nếu bạn gì chỉ because đúng không? Có em tính chọn because là chỉ số. So đúng không nhạc ra. Thì coi kỹ lại câu này nha. Những câu mà gọi là liên từ á, and so hay but coi kỹ lại. Những cái nhạc của họ kiểu như là có rất là nhiều thứ để gọi là tìm hiểu. Vì vậy chúng ta không biết. Có vì vậy không? Không thì câu này đúng nhất thì phải chọn gì đây? But. Nhưng mà chúng ta vẫn chưa biết được nhiều về cách, đúng không bạn? Đó, hiện tại là cái pollution nó đang diễn ra đúng không? Được chưa? Rồi quá rõ ràng rồi nhưng mà vẫn chưa biết cách, đó chính là để mình hạn chế ngăn chặn được cái việc pollution. Rồi, tiếp tục. The use of solar energy, cái việc mà sử dụng năng lượng mặt trời thì nó sẽ giúp trong cái việc này, in the fight là gì? Trong cái cuộc chiến, đúng không bạn? In the fight, trong cái cuộc chiến, được chưa? S là gì? Là gì? Bởi vì đấy, được chưa? Đó, bởi vì nó là gì? Nó là gì? À, năng lượng mặt trời đó, cái năng lượng mặt trời thì nó cái gì đó sạch hơn là fossil fuel quá dễ luôn là gì? Năng lượng hóa thạch, được chưa? Đó thì nó cái gì đó sạch hơn, thì cái này là sao sạch hơn là thêm cái gì phía trước đây? It is, nó là cleaner, more cleaner, gọi là much cleaner, được chưa? Đó, nó sạch hơn nhiều, được chưa bạn? So sánh hơn mà có thêm chữ nhiều nữa, thêm chữ much là thầy, không có many nha, phải much more. Rồi, nó sạch hơn nhiều so với là nhiên liệu hóa thạch. Chúng ta có thể, đồng thời chúng ta cũng có thể đạt được những cái việc gì đấy. Chúng ta có thể chinh phục được những cái việc mà mình giảm trong gì đấy. Chúng ta có thành công trong việc mình giảm được cái sự ô nhiễm bằng việc tái chế những cái chất thải. Được chưa? Quá dễ rồi. Tiếp tục. The use of cars run on electricity là gì? Cái việc mà sử dụng xe. Rồi chọn mình đều quan hệ. Xe. Which. Được chưa bạn? Đề thi rất là dễ, một là who, hai là which, ba là that thôi. Được chưa? Đó, cái việc mà sử dụng xe ô tô mà nó chạy bằng điện, các bạn nhớ nha. Chạy bằng điện là run on cho thầy. Không có run by nha, phải là run on. Mà chạy bằng điện á, as opposed to, thầy dạy mấy đứa as opposed to là gì đó? But hả? As opposed to là gì vậy luôn, đúng không? Học kỳ 1 ấy. Mặc dù. Vậy chưa? Vậy rồi đúng không? Đó y chang như instead of á, mặc dù. As opposed to mặc dù. Cái gì phải mặc dù cái gì? Thay vì, instead of thay vì mà. Thay vì. Cái việc mà kiểu như là sử dụng xe mà chạy bằng điện á, thay vì bằng xăng thì nó đồng thời cũng là a key gì đó in the fight against pollution. A key gì? Một a key gì? Các bạn nhớ cái này xe nha. Đó, để từng dạy các bạn nó phân biệt các bạn những cái gì đó rồi đó. Thì hôm nay chọn gì? A key gì? Một cái đặc điểm quan trọng. Nhưng mà chữ feature ngoài đặc điểm nó còn là gì các bạn? Một cái tính năng. Để chơi xe thì phải dùng những tính năng rồi. Rồi các bạn phải chọn chữ feature, cái tính năng. Được chưa? Rồi, hồi trước thầy dạy các bạn chữ novel chứ. Novel danh từ là tiểu thuyết nhưng mà tính từ là gì? Mới, đúng không bạn? Novel tính từ là mới. Được chưa? Trait đồng nghĩa với characteristic đồng nghĩa với feature đều là đặc điểm. Được chưa? Đó, nhưng mà câu này phải chọn feature. Đó chính là cái tính năng. Được chưa? Đồng thời cũng là một cái tính năng quan trọng chứ khi tạm dịch là chính nữa, không dịch là chìa khóa gì đó, chính hoặc là quan trọng trong cái cuộc chiến mà chống lại sự ô nhiễm. Rồi, it's up to everyone là gì? Nó phụ thuộc vào mọi người để trở nên gì đây? As economical as they can là gì? Để cố gắng trở nên gì đấy? Tiết kiệm nhất có thể. Các bạn nhớ economical là tiết kiệm, nó có liên quan với economic không? Economic là gì? Thuộc về kinh tế. Cái này chắc chắn là trước ta dạy các bạn là economic. Được chưa? Cái này là thuộc về kinh tế. Còn economical đó chính là tiết kiệm. Được chưa? Đó. Thì gọi kiểu như là nó phụ thuộc vào mọi người trong cái việc đó chính là cái gì? Họ tiết kiệm tốt càng nhiều càng tốt, được chưa? Trong với cái việc gì đây? The Earth's limited, quá dễ. Earth's limited resources, được chưa các bạn? Đó chính là cái tài nguyên, được chưa? Tài nguyên thiên nhiên mà nó có hạn. Rồi, xong. Bài đọc chưa mới đó rồi, giúp thầy một bài đọc đầu tiên luôn. Ngày ngày hôm nay nếu mà còn thời gian thì giúp thầy bài đọc còn lại. Bài này thật sự từ vựng cũng khó như lắm. Ủa làm chưa? Thầy kêu làm rồi mà đúng không? Làm chưa? Rồi ok. Dễ mà đúng không? Không khó. Rồi giờ thầy dịch cho lẹ luôn thôi, thầy tính môn của bạn dịch mà thôi, bởi vì nhiều bài quá cho nên thầy dịch cũng được. Bởi vì bài cũng khá là dễ. Rồi, everyone appreciates a compliment. Nhớ là compliment chứ không compliment gì nha. Compliment nhớ thứ nhất là mọi người đều gì đó các bạn? Mọi người đều appreciate là gì? Trân trọng, cảm kích hoặc là đánh giá cao.
Được chưa? Đối với trường hợp này trân trọng đi. Được chưa? Mọi người đều trân trọng một cái lời khen của phim thấy không ạ? Đó. Rồi mọi người đều đánh giá, mọi người đều trân trọng một cái lời khen. They are là họ. Ok, cái này phải gì là họ? Cái này they là gì? À, lời khen đó. Lời khen đó chính là những cái sự thể hiện, đúng không thầy? Vậy các bạn expression, sự hiểu thể hiện cái sự bộc lộ, được chưa? Hoặc là facial expression là gì? Biểu cảm khuôn mặt, được chưa các bạn? Những cái lời khen đó chính là những cái lời mà biểu thị về cái sự gì đấy? Ngưỡng mộ, sự chấp thuận. Và cái affection đó chính là cái sự yêu thương, yêu mến, tình cảm. Thầy gì là tình cảm cũng được. Nó thể hiện cái sự tình cảm mà nó khiến cho recipient, recipient thầy nghĩ đoán được, nó chính là cái danh từ của động từ gì? Receive, được chứ? Đó, ok. Khiến cho cái người mà nhận cái lời khen cảm thấy tự tin, cảm thấy tốt, cảm thấy tích cực, được chứ các bạn? Đó, ok. Cảm thấy tốt và boost là thúc đẩy cái cảm giác mà nó tích cực. Từ ai? Từ cái người mà cho lời khuyên. Được chứ? Thì rõ ràng nếu mà có lời khuyên đó, người mà nhận thì cảm sẽ thấy tốt. Mà người gọi là khen á thì sẽ như là cảm thấy tích cực trong người, đúng không ạ? Đó, ok ha. Rồi, as well là gì? Cũng vậy luôn chứ, được chứ các bạn? Và cái người gọi là khen thì cũng cảm thấy tích cực. Rồi, tình bạn và good working relationships alike là gì? Tình bạn và những cái mối quan hệ đồng nghiệp tốt, được chứ? Tương tự, alike kiểu như là tương tự, được chứ? Và những cái mối quan hệ mà làm việc tương tự như vậy đó, được chứ? Thì nó có thể phát triển out of là gì? phát triển từ, được chưa các bạn? Đó, phát triển từ, được chưa? Đó, ví dụ thầy nói là gì? Make out of là gì? Làm từ, được chưa các bạn? Đó, ok. Ví dụ như là gì? I asked her out of curiosity là gì? I asked her a lot of questions out of curiosity là gì? Tôi hỏi cô ấy bởi vì tôi tò mò, hiểu bạn? Từ cái việc tò mò thì hiểu năm nay tôi hỏi cô ấy quá rất nhiều câu hỏi bởi vì tôi tò mò. Thì out of đối với trường hợp này chỉ là từ, được chưa? Đó là những cái mối quan hệ như vậy thì nó có thể phát triển từ cái gì đây? Thì các bạn coi, phải coi phía cuối các bạn ha. A well worded and appropriately timed compliment. Từ gì đây? Các bạn phải dành từ trước. Từ cái lời khen mà nó appropriate timed là gì? Đúng lúc, đúng thời điểm, được chưa? Đúng thời điểm và nó có gì đây? Well worded là gì? Lời khen mà nó không có gì sắp xếp nữa. Lời khen mà kiểu như có từ ngữ mà nó hay hó, đơn giản thôi, hiểu các bạn? Well worded, được chưa? Thì trong tiếng Anh thật sự chỉ well worded nó cũng phổ biến, được chưa? Đó, ok, chỉ có hiểu nôm na nó chỉ là lời khen mà nó có từ ngữ mà nó hay ho thôi. Và nó kiểu là đúng thời điểm, appropriate time, nó được sắp xếp có thời điểm mà một cách mà phù hợp. Thì hiểu nôm na là gì? Đúng thời điểm, đúng lúc, được chưa? Đó, ok. Thì đầu tiên nó chỉ là nhớ lại, đó chỉ là cái lời khen mà nó đúng, nó cái cảm xúc hoặc là cái mối quan hệ nó phát triển tốt nhất khi nào? Khi mà nó được khen một cách mà nó đúng từ ngữ nè và sau đó đúng thời điểm, được chưa? Chứ mà sai thời điểm nó cũng được, ok. Rồi S thầy dịch là khi các bạn ơi, các bạn nhìn, các bạn đọc hết câu đi, các bạn đừng bao giờ dịch từ trái sang phải, nhìn hết câu cái đó rồi sau mình mới dịch. Có chữ gì đây? Dầu một cái là các bạn vui lòng dịch chữ dầu trước, được chưa? Đó, ok. Rồi S in most of areas of social interaction, dầu là gì? Mặc dù tham gì mà đúng với trường hợp mặc dù nữa, tuy nhiên, được chưa? Tuy nhiên, trong hầu hết những cái gọi là những cái trường hợp, những cái lĩnh vực mà social interaction là trường hợp mà tương tác trong xã hội, được chưa? Giao tiếp trong xã hội, thì cái việc mà cho và nhận cái lời khen á, thì nó có thể present problem là gì? Nó có thể gây ra những cái vấn đề. Được chưa? Present là trình bày, hoặc là nó đưa ra, nó gây ra những vấn đề, được chưa? Rồi đó, khen mà cũng gây ra vấn đề mấy đứa ha. Rồi what's meant to be, what's meant to be là gì? Cái mà nó có ý định, nó có ý nghĩa, được chưa bạn? Cái mà đúng á là nó là điều tích cực, thì nó lại hóa ra, cho nào nó hóa ra lại là offensive là gì? Nó gì? Mang tính công kích hoặc là mang nó khó chịu, được các bạn? Đó, cái offensive mang tính công kích hoặc là khó chịu hoặc là nó thô lỗ, được chưa bạn? Đó, cái mà cứ nghĩ là nó là tích cực nhưng hóa ra nó lại gọi là tiêu cực, hiểu đúng là như vậy, được chưa? Unless, trừ khi mà bạn nhận thức được những cái possible pitfall vậy chưa? Những cái sao mà khó khăn, những cái vấn đề mà nó có thể xảy ra,
đúng không bạn? Đó, ok ha. Thì rõ ràng trong cái bài này nó đi nói về cái đoạn số 1, nó nói về cái lời khen, nhưng mà không phải mình muốn khen là khen được. Được các bạn, rồi làm cho thầy câu số 1 luôn. Ở đoạn số 1 thì tác giả đã tin rằng gì đây? Câu số 1, câu A, the giver, cái người mà đưa cho lời khen á thì có thể cảm thấy ít tích cực hơn khi mà họ khen ai đó. Thì chắc chắn là như thế nào rồi? Sai. Họ đúng phải là gì? Feel more positive mới chính xác. Rồi câu B, making and receive compliment, cái việc mà cho và nhận lời khen thì hardly causes trouble. Trong từ này và quan trọng nhất là chữ hardly là gì? Là hầu như là không gì đây, gây ra vấn đề. Trong câu này nó có chữ trouble không? Bài đọc có trouble không? Không. Người ta suy luận ra thay vì người ta dùng problem, người ta dùng trouble, thì chắc chắn là nó cũng có gây ra vấn đề. Ở trong đoạn này thầy nói đúng không? Nó cũng gây ra vấn đề mà, cho nên câu B là sai. Rồi, nó kiểu như là impossible, không thể nào mà cho một mối quan hệ mà thrive và gì? Phát triển, được chưa? Nó kiểu như là mối quan hệ nó không, một cái mối quan hệ không thể nào mà phát triển được khi mà hai người khen qua lại nhau. Thì rõ ràng bài đọc nó nói gì đấy? Khi mà hai người mà khen lại qua lại với nhau thì nó phát triển cái mối quan hệ develop, mà trong cái câu bài đọc nó là gì? Trong bài câu đề là chỉ thrive, thì câu này đúng không? À, đúng, các bạn phải sửa thành gì? Is possible. Vậy thì chắc chắn chọn thay câu đề, được chưa? The compliment, cái lời khen nó sẽ không gọi là tiêu cực, miễn là bạn expect là gì? Bạn dự đoán được cái chuyện gì nó sẽ xảy ra tiếp theo, đúng không? Rõ ràng được, người ta nói là gì? Trừ khi mà bạn gọi là ý thức được những cái vấn đề nó sẽ có thể xảy ra. Rõ ràng câu D là đúng nhất, được chưa bạn? Đó, ok ha, nó chuyển đổi từ ngữ tùm lum tùm la. Rồi đọc đoạn 1 rồi, rồi giúp thầy đọc số 2 luôn. One point that many of us forget là gì? Một cái điểm mà hầu hết trong chúng ta, mà đa số chúng ta quên, được chưa? Đó chính hoặc là chúng ta có thể không bao giờ nhận ra. Chào các bạn. Đó chính là gì đây? The best compliments are specific, là những cái lời khen mà nó hay nhất thì nó phải cụ thể, rõ ràng. Các bạn nhớ specific là cụ thể, rõ ràng. Instead of, thay vì hồi nãy thầy ôn các bạn học dạy các bạn cái từ thay vì thầy dùng chữ instead, là thầy dùng từ gì? As opposed to, được chưa? Thay vì một cái lời khen mà nó rất là nhanh chóng là gì? Good job, được chưa? Cho một cái người đồng nghiệp hay là một người bạn học, được chưa? Mentioning, thay vì khen như vậy thì chúng ta nên gì đây? Đề cập tới cái việc how well organized their presentation was. Đấy, thì chúng ta nên nói tới cái việc đó chính là gì? À, cái bài thuyết trình của bạn nó tốt như thế nào? Mình phải chỉ ra cái điểm đó, nó tốt chỗ nào, được chưa? Hoặc là gì đây? How it là gì đây? How it taught you something new. Ít là cái bài thuyết trình đó, được chưa? Và cái bài thuyết trình đó nó đã dạy cho bạn cái gì đó mới, được chưa? Rồi gì nữa? Will have the greatest effect, được chưa? Thì con này là gì? Nếu mà các bạn khen như vậy á, các bạn cho nó cụ thể như vậy thì nó sẽ có gì đấy? The greatest effect là gì? Nó sẽ có cái kết quả nó sẽ hiệu quả hơn, hiểu các bạn? Đó, nó sẽ có cái tác động mà nó hiệu quả nhất, không phải hiệu quả hơn nữa mà hiệu quả nhất. Là cái này người ta cho bạn một cái lời khuyên, đó chính là gì? Một khi mà khen phải cụ thể và rõ ràng, được chưa? Rồi similarly, tương tự là chúng ta cố tránh gì đây? Những cái ngôn ngữ mà nó mập mờ. Vậy hoặc là cái từ nào mà mập mờ các bạn không rõ ràng? Ambiguous, đúng không? Ambiguous, mập mờ, không rõ ràng, được chưa? Đó, những cái ngôn ngữ mà nó mập mờ như là wow, you got a new haircut, mày mới cắt tóc mà. Nếu mà nói cắt tóc thì mình biết là đẹp hay xấu không? Không, nó quan trọng là cái gọi là cái tông giọng của mình nữa, đúng không bạn? Đó, cho nên phải gọi là cụ thể, được chưa? Đó, mình phải khen mới tóc mới hả? Phải, các bạn phải khen thêm là nó phải đẹp hay nó xấu gì đó, được chưa? Nếu mà nói như vậy thì người ta cảm tưởng là gì? Ủa, nó xấu hay đẹp, đúng không bạn? Đó, thì câu này nói tiếp là gì? Nếu mà cái người mà nhận cái lời khen of your intent là gì? Intent là gì? Ủa, intent trước gì mà vậy? Ông tự đơn giản là gì thôi? Tôi bị sáng quá. Dự định. Quyết. Ủa, không biết chứ intent là dự định luôn rồi, thầy dạy rồi mà, đúng không? Intent là có dự định. Được chưa? Thì kiểu này là gì? Nếu mà cái người mà nhận lời khen của, gọi là cái lời khen mà người ta định nói tới người đó, được chưa? Thì cảm thấy là không chắc chắn về cái hình ảnh mới này, thì họ có thể nghĩ cái việc gì đây? Ồ, chắc là nó trông tệ lắm. Được, các bạn thì các bạn chưa rõ ràng mà cho người ta có thể suy nghĩ là chắc nó tệ lắm, được chưa? Cho nên là gì? Explain là giải thích what's good about it. It là gì? Bạn tóc á, được chưa? Cái hair đó các bạn, chúng ta nên giải thích là gì? À, cái tóc đó nó đẹp như thế nào, được chưa? À, hoặc là gì? Tại sao nó là một cái sự cải thiện là gì?
kiểu như là gì, bình thường là tóc nó không được đẹp đúng không, nhưng mà nhờ các bạn cắt tóc đó thì bạn đẹp hơn. Được chưa bạn? Đó, tại sao nó là đẹp? Ví dụ như là ở hồi trước tôi thấy cái tóc của mày nó bị che cái mặt mày, nhưng mà giờ nó sáng sủa rồi. Hiểu cái improvement chưa các bạn? Đó, ok. Vì vậy để không có bất kỳ gì bạn cái gì bạn cái sự hiểu lầm, được chưa? Đó, cho nên là phải khen một cách gọi là rõ ràng cụ thể. Rồi câu số 2. À câu số 2, câu số A nè. Some salesperson. Hồi nãy giờ có chữ salesperson nào không? Cho nên phải đọc tiếp rồi. Được chưa bạn? Rồi, câu tiếp theo, đọc tiếp theo. Sincerity đó chính là cái sự chân thành. Cái sự chân thành đồng thời nó cũng quan trọng khi mà nói đến cái việc đó chính là lời khen, khi mà nó đề cập tới việc mà khen ngợi. Khi mà cái người đấy, người bán hàng, tại vì các bạn salesperson people rồi ha, cái người bán hàng nói với bạn rằng how great you look là người ta khen bạn là gì, ngày hôm nay bạn rất là đẹp đó, được chưa? Hoặc là how smart you seem là gì, bạn trông vẻ thông minh như thế nào, thì bạn thường sell. Ủa thầy bữa thầy dạy các bạn you can often sell chứ, sell là gì, không thể nói nữa là gì, có thể thấy rằng, nghĩ rằng chứ không nói nữa, được chưa? Thì bạn thường có thể thấy rằng ít là nếu hả, liệu là họ là salesperson, salespeople, liệu những người bán hàng có thật sự mean it là gì, thật sự có ý đó hay không, được chưa? Đó thì bạn có thể đôi khi các bạn có thể suy luận ra được là cái người bán hàng đó người ta có dụng ý như vậy hay không, được chưa? Hoặc là hay là họ chỉ đang cố gắng như đây get you buy something, thay vì các bạn get someone to chưa, đó chính là gì, thuyết phục đúng không, hay là họ đang cố gắng thuyết phục bạn mua bạn cái gì đó, là kiểu thuyết phục là người ta dụ dỗ, kiểu luật dụ dỗ là gì mới đúng, bữa ông rồi chỉ dụ dỗ trong cái bài mà dụ dỗ mua sản phẩm tóc á, liêu đúng không, được chưa? Đó, ok. Đối với trường hợp get someone to do something đó chính là thuyết phục, được chưa? Hay là kiểu như là thầy nói lại đó, như là gì, bạn có thể dễ dàng thấy được là cái người này đang thật lòng hay là đang cố gắng gọi là dụ bạn mua, được chưa? Đó, ok. Rồi tương tự những người khác, đặc biệt là đối với những người chỉ đô đang nói về ai đây, those are là those people đó, đặc biệt đối với những người mà thân cận với chúng ta, thân thiết với chúng ta, thì có thể thường xuyên mình có thể biết được là liệu một cái lời khuyên đó là nó automatic là gì, nó tự động, nó bộc phát, thay vì là đập bộc phát đi, nó bộc phát hay là nó không chân thành, được chưa? Đó. And a compliment that sounds forced là một cái lời khen mà nó nghe có vẻ gì đấy gượng gạo, miễn cưỡng, thì nó có thể thường là khiến cho người nhận cái lời khen cảm thấy tệ hơn, được chưa? Nếu mà gì đây, nếu mà chúng ta không nói gì hết trơn, được chưa? Thì con này khen là người ta nói mình là gì, thà mình đừng có nói, hiểu không bạn? Đó, ok ha. Rồi thì câu này mình chọn câu rồi, câu số 2 rồi. Tìm cái đoạn nào statement đó chính là gì, statement là gì mới statement bạn nghĩ là gì, cái phát biểu, được chưa? Nhớ thầy, statement là phát biểu nha. Cái những cái phát biểu dưới này đều đúng, trừ cái nào đó thì tìm nào sai thôi. Câu A, some salesperson might là một số cái người bán hàng có thể exploit là gì, lợi dụng hoặc là khai thác các bạn ha. Một số họ thì có thể lợi dụng cái lời khen để khiến bạn cảm thấy thông minh hơn. Thì bài đọc nó có đề cập không, có nói không, có không, có không, có đi phía trên nè. When salesperson tell you how great you look or how much you seem, được chưa bạn, là người ta có thể rõ ràng là người ta có thể lợi dụng cái việc đó, được chưa bạn? Đó thì câu này nó đúng hay sao, đúng, được chưa bạn? Rồi tiếp tục. We better be silent là gì các bạn, chúng ta nên gì đây, im lặng hơn là cái gì, thay vì cái việc gì đây, thay vì mà đưa ra một cái lời khen mà nó như nào, nó awkward, các bạn biết gì awkward, cái lời khen mà nó gượng gạo. Hồi nãy thầy nói các bạn rõ ràng chưa, là người ta nói gì đây, một cái lời khen mà nghe có thể mà nghe có vẻ nó rất là gượng gạo, hoặc là nghe có vẻ rất force, nhắc lại force là gì, nó miễn cưỡng, đúng không bạn? Một cái lời khen mà nghe có thể miễn cưỡng thì nó có thể gì khiến cho cái người nhận cảm thấy tệ hơn. Nếu mà chúng ta không nói gì thì rõ ràng là gì, chúng ta nên im lặng thay vì mà chúng ta khen một cái lời khen gượng gạo, hiểu bạn? Thì cô B đúng không, đúng không, đúng thì có chọn không, có chọn không, đúng thì đâu chọn, trừ mà, được chưa? Rồi cô C, most of us là gì, most of us là gì, hầu hết chúng ta là không có conscious of gì, không có nhận thức được cái việc đó chính là đưa ra những lời khen cụ thể, có đúng không? Chúng ta có nhận thức được không? Chúng ta có nhận thức được không? Ồ sĩ, câu này nó hơi bị kỳ. Chúng ta có nhận thức được không bạn? Chúng ta có biết trước giờ mấy đứa gọi là mấy đứa nhận thức được, mấy đứa có khả năng, mấy đứa đưa ra những lời khen mà nó cụ thể không?
Trong cái bài nào nó có đó không? Có đó, ngay đoạn số 2 nè. One point that many of us forget. Một cái điểm mà đa số chúng ta đã bị quên. Là quên là mình có ý thức không? Hoặc là chúng ta không bao giờ nhận ra, vậy mình có ý thức được không? Là không, mình không nhận thức được dạng oxy nó đúng hay sao? Nó đúng thì mình có giỏi không? Rồi tiếp tục câu D luôn này. It's easy to get misunderstood là gì? Nó dễ để kiểu như là người ta bị hiểu nhầm chỉ bởi vì một cái lời khen mà nó mơ hồ, đúng không? Đúng vậy, câu này suy ra tính lại thì câu mà sai nhất bảo là câu được chưa bạn? Đó, ok ha. Some salesperson might exploit compliments to make you feel smarter. Cái này là gì? Kiểu như là người ta gọi là lợi dụng cái lời khen để làm gì đây? Thuyết phục mình mua, chứ không gọi là khiến mình cảm thấy thông minh hơn, đúng không bạn? Đó, cho nên câu này các bạn cứ thấy thông minh ở trong đoạn đó, các bạn chọn là đúng, được chưa? Đó, câu này chọn đúng nhất bảo là câu A. Rồi, tiếp tục, câu số 3 chắc là phải đọc hết các bạn ha. Câu số 3 phải đọc hết rồi. Rồi, how you receive a compliment can also determine là gì? Cái việc, cái cách mà bạn gọi là nhận cái lời khen, hồi nãy là gửi lời khen đúng không? Bây giờ mình nhận này là ngược lại đó. Cái việc mà bạn nhận lời khen đồng thời nó cũng gì đấy, determine, nó quyết định. Ít là gì? Liệu cái việc exchange là gì? Cái việc mà trao đổi qua lại, hồi bữa thầy dạy các bạn trao đổi cái ánh mắt nhìn chữ exchange the glance đó đúng không? Là chứ liệu cái việc mà trao đổi lời khen á thì nó sẽ là một cái one là gì? Là compliment, nó lời khen đúng không? Liệu nó sẽ là một cái lời khen tích cực hay là tiêu cực? Cho nên là cái người mà gọi là nhận cái lời khen nó cũng quan trọng, được chưa? Rồi nhiều người reject quá dễ reject là từ chối. Nhiều người từ chối lời khen bằng cái việc oh, it was nothing là gì? Oh, nó chẳng là bao, nó chẳng là gì hết trơn. Ví dụ, mình ta nghĩ là đa số các bạn là như vậy đúng không? Ví dụ người ta khen các bạn á, thì thường các bạn cố gắng gì đây? Các bạn kiểu như là mình, các bạn không, đa số các bạn không nhận mà các bạn kiểu như là à, chắc nó cũng có gì đâu. Tôi nghĩ là tôi cũng không giỏi lắm nên bản thân thầy như vậy. Bởi vì nhiều người ví dụ như là bạn thầy mà nó nói à, tôi thấy tiếng Anh của mày rất là tốt á. Ở thì này nó thầy hay có, thầy có một cái xu hướng đó chứ là gì? À, cảm ơn mày nhưng mà ta cảm thấy là gì? Ta vẫn còn phải học rất là nhiều. Đúng không? Thường là người Việt mình như vậy, rất là khiêm tốn đúng không bạn? Thì trong trường hợp này cũng như vậy. Là chứ thường chúng ta mình từ chối cái lời khen bằng cái việc gì đây? À, nó chẳng có cái gì đâu. Là chứ hoặc là oh, it wasn't me. Nó không phải là tôi đâu. Thật ra là Tom là cái người mà làm cái công việc đó đó. Là chứ this may seem like the right and humble thing to do. Cái điều này nó dường như là một cái việc mà nó đúng đắn và nó humble là gì mới đó. Nó khiêm tốn để làm, được chưa? Đó, ok. Rồi, accepting a compliment, cái việc mà nhận một cái lời khen mà không có bất kỳ cái argument này, không có bất kỳ cái gì cãi vã, nói qua nói lại với nhau, thì nó có thể cảm thấy như là gì đấy? Boasting to many people. Boasting, bữa thầy gửi từ vận mấy đứa rồi, bo là gì? Khoe khoang. Được chưa? Thì kiểu như là gì, nếu mà mình chấp nhận lời khen mà kiểu như là nó nói, ê, mày rất là đẹp trai á, ừ, cảm ơn nha, ta cũng nghĩ là đẹp trai, thì rõ ràng là người ta có thể có cái cảm tưởng là gì? Mình khoe khoang. Đúng bạn? À, ok, thì như vậy đó. Được chưa? Thì nó cảm giác như là mình khoe khoang đối với nhiều người. Thầy nghĩ đó chính là đại đa số tâm lý của người Việt mình, đúng rồi đó. Đó, ok ha. Rồi, và trong nhiều cái nền văn hóa, đặc biệt là nền văn hóa của mình, đúng không? Rồi, tuy nhiên thì chắc chắn là hai cái nó khác nhau rồi. Được chưa? Tuy nhiên ở Mỹ và hầu hết những cái văn hóa mà phương Tây, được chưa? Graciously accepting, cái việc mà chấp nhận một cách mà duyên dáng, ân cần, hòa nhã, cái này gì là gì? Mình kiểu như mình lịch sự mà mình chấp nhận, hiểu nó mang vậy thôi. Được chưa? Cái việc mà mình lịch sự, mình chấp nhận một cái statement một lần nữa là gì? Một cái bài phát biểu, được chưa? Chấp nhận một cái phát biểu, một mà nó tích cực, được chưa? Với một cái lời cảm ơn mà nó đơn giản, thì nó show là gì? Nó thể hiện, nó cho thấy cái người mà đối diện rằng là bạn đang tôn trọng cái judgment, là cái đánh giá của họ. Đánh giá của họ là đánh giá của ai? Của cái người the giver of the compliment, đúng không? Của cái người là mình đang tôn trọng cái gọi là cái đánh giá của họ, và appreciate their thoughtfulness là mình đánh giá cao, được chứ? Hoặc là mình trân trọng cái sự thấu đáo của họ, được chứ? Bạn thoughtfulness là cái việc mà thoughtful là gì? Mình quan tâm về người khác, được chứ? Thấu đáo, đúng không bạn? Suy nghĩ về người khác là gì? Thoughtful. Và thoughtfulness là gì? Cái sự thấu đáo là mình đang công nhận cái sự, hoặc là mình đánh giá cao cái sự thấu đáo của người ta, được chưa? Nhưng mà phải khen một cách gì? Người kiểu như là mình chấp nhận lời khen một cách lịch sự, một cách duyên dáng, được chưa bạn? Rồi, vì vậy lần sau mà ai đó mà khen ngợi, comment là gì? Đánh giá về cái outfit thì ai cũng biết rồi, đó chính là cái bộ đồ. Ủa, bữa thầy các bạn cái chữ bộ đồ kia, coi mình đồng nghĩa với attire chưa? Đúng không? Ủa, có nói chưa ta? Có rồi đúng không? Thay vì làm gì cho outfit rồi thì ra chỉ coi mình đồng nghĩa với chữ attire, đó chính là trang phục, đúng không? Rồi, lần sau mà người khác mà khen, kiểu như là có đánh giá về cái trang phục mới của bạn,
thì bạn cố gắng resist là gì? Chống cự lại, kiểu như là mình cố gắng không làm gì đó. Hiểu bạn, là chúng ta nên cố gắng đừng có nói rằng cái gì? Bạn mua nó, ủa mua nó là mua cái gì? Mua cái bộ đồ á. Các bạn cố gắng đừng có nói gì, bạn mua nó for next to nothing. Ủa thầy gửi các bạn từ vựng next to nothing là gì? Hầu như là kiểu như là không có gì, hoặc là gì? Next to nothing là mua nó một cách là kiểu như là rất là rẻ. Được chứ bạn, đó, next to nothing. Next to nothing là gì? Hầu như không có gì. Ví dụ như là gì? I really hate my boyfriend. We had an argument and he knows next to nothing about me. He knows next to nothing about me là gì? Anh ấy hầu như không có biết gì về tôi. Hiểu các bạn, next to nothing là gì? Hầu như không có gì hết. Được chứ bạn? Thì kiểu như là gì? Là bạn đã cố gắng đừng nói là gì? Bạn mua nó với cái giá rất là rẻ. Nó không có vừa bạn. And anyway, và bên cạnh đó nữa là chị của bạn là người đã gì đấy? Đã chọn nó. Được chưa? Đó, ok. Thì kiểu như là bình thường là mình rất là trong, mình rất là thành thật đúng không bạn? Các bạn nói à, thật ra cảm ơn mày nhưng mà cái này là chị ta mua á. Được chưa? Đó, hoặc là cái này là tao là đồ second hand đó, mình rất là thành thật đúng không bạn? Được chưa? Cho nên người ta cái gì? Thay vì như vậy thì mình nên là gì đây? Mình chỉ nên cười và nói cảm ơn và chấp nhận nó như là một cái khoảnh khắc tích cực giữa hai người. Được chưa? Là đừng nói gì hết trơn. Cảm ơn rồi. Được chưa bạn? Đó, thầy kia. Rồi giúp thầy câu số 3. Thì đoạn nào dưới đây các bạn có thể suy luận ra từ cái bài đọc này? Suy luận ra các bạn ha. Câu A là buộc các bạn phải read between the lines đó nha. Rồi câu A, dismiss là gì? Từ chối, giải tán. Hoặc dismiss đối với cái trường hợp công việc nó còn là gì? Sa thải. Được chứ bạn, dismiss còn là sa thải nữa. Thì cái việc ở đây, cái việc mà từ chối một cái lời khen, hồi nãy mình có cái gì mình từ chối các bạn reject đúng không? Đoạn số 3 chỉ reject a compliment á. Là chứ cái việc mà từ chối một cái lời khen á thì nó có thể dường như là nó khoe khoang. Đúng không? Mình phải suy luận ra các bạn. Được chưa? Đó. Cái này các bạn phải nhớ là phải gọi là trong một cái bức tranh chung các bạn nha. Được chưa? Thì có nó đúng hay không? Cái việc mà từ chối một cái lời khen thì dường như nó có vẻ rất là khoe khoang. Thì nghĩ cũng có đúng ở trong đó có không? Nó phải là gì? Accepting an cái này accept chứ không phải từ chối. Được chưa bạn? Đó, ok thì không có đúng. Cái vụ mà khoe khoang đó chính là gì? Đó chính là nhận một lời khen mà không có tranh cãi thì người ta mới nghĩ là gọi là khoe khoang, này không có. Không đúng. Rồi cô B ở Mỹ, cái việc mà từ chối một cái lời khen á thì nó give the impression là gì? Nó cho cái gì? Cho cái ấn tượng hả? Cho cái cảm tưởng rằng, các bạn nhớ thầy, give the impression là gì? Cho cái cảm giác, cho cái cảm tưởng rằng. Được chưa? Thì người ta nói là gì? Ở Mỹ á, cái việc mà bạn từ chối một cái lời khen thì nó cho cảm tưởng rằng là bạn không respect cái người mà cho cái lời khen, đúng không? Suy luận ra đúng không? Ổn không? Thì rõ ràng các bạn coi Mỹ nè, Mỹ đâu? Ở Mỹ hoặc là ở Mỹ đúng không? Hoặc là ở phương Tây nè. Người ta nói là gì? Nhận cái lời khen một cách lịch sự với một cái gọi là cái lời cảm ơn á, thì cho thấy rằng cái người đối diện rằng là bạn tôn trọng cái đánh giá của người ta. Thì nói ngược lại thôi là gì? Nếu mà bạn kiểu như là từ chối thì chắc chắn là bạn không respect thôi, đúng không? Thì câu này phải suy luận ra. Được chưa? Thì ổn, có thể chọn, đúng không? Nhưng cứ đọc hết này. Rồi câu C, nếu mà ai đó mà kiểu như express an opinion là gì? Nếu mà ai đó là bày tỏ một ý kiến về gọi là cái garment là gì? Cái trang phục của bạn. Thì just say they don't match you là gì? Đừng và hãy nói nó rằng là cái trang phục đó nó không có vừa với tôi, có hợp với tôi. Thì trong bài đọc nó có đúng không? Nhưng mà có khen mình, có khuyên mình như vậy không? Không. Được chưa? Câu D, kiểu như là chúng ta nên như đây, chúng ta nên nói good job tới một cái bài thuyết trình in no time là gì? Ngay lập tức. Thì rõ ràng là như thế nào? Không được. Hồi nãy cũng có bài thuyết trình đúng không? Được chưa? Nhưng mà người ta khuyên mình như thế nào? Là mình phải cụ thể thôi, chứ đừng có nên kiểu như là nói khen một cái ngay lập tức. Đừng nói good job ngay lập tức. Câu, cho nên câu này đúng nhất vẫn là câu B. Được chưa? Câu B. Được chưa các bạn? Rồi, tiếp tục câu số 4. Rồi, tìm cái tiêu đề. Cái tiêu đề người ta nói gì đây? Cái tiêu đề nó rõ ràng nó đang nói về cái việc đó chính là nhận và cho và nhận cái lời khuyên, rồi sau đó cho những cái gọi là những cái mẹo khi nào mình nhận khi nào và mình nhận như thế nào và mình đưa cái lời khen như thế nào. Được chưa bạn? Đó, ok. Thì câu này mình chọn gì đây? Câu A, making compliments in every culture, là cho lời khuyên trong mỗi gọi là trong những cái văn hóa, có không? Trong này nó cũng có văn hóa nhưng mà phía cuối tiêu rồi. Được chưa bạn? Đó, ok ha. Rồi nó không có nói là ở châu Á nó như nào, ở Việt Nam như nào, nó chỉ nói ở phương Tây rồi sau đó ở Mỹ thôi, nó vẫn chưa quá là rõ ràng. Rồi câu B, so easy to react to compliment, nó rất là dễ để
phản ứng tới những cái lời khen. Liên quan gì không? Không. Câu C, how nice of you to say so. Bạn thật là rất là tử tế khi mà khen như vậy. Ổn không? Thì có để đó rồi. Câu D, dismissing a compliment is not a walk in the park. Cái việc gì đây? Cái việc mà từ chối một cái lời khen thì nó không phải là a walk in the park là gì? Không phải là một điều dễ dàng. Thì có chọn không? Nhưng mà các bạn nhớ, cái này là từ chối. Nhưng mà cái bài này là gì? Nhận và cho lời khen nó cũng có từ chối. Được chưa? Nhưng mà trong bài này nó phải nó nói về từ chối hay không? Không, cái bạn nhớ là nó phải là một cái, bạn phải nhìn tới một cái gọi là bức tranh, ở bức tranh chung của cái bài đọc luôn, chứ không phải là một đoạn. Cho nên câu này, cái tiêu đề của nó, của trong cái sách mà thầy soạn đó chính là câu C, how nice of you to say so. Được chưa? Bởi vì nãy rõ ràng người ta nó khuyên là gì? Lúc mà người ta khen á, là mình chỉ nên gì? Chúng ta nên cười. Rồi sau đó là gì? Và chấp nhận nó như là một cái moment positive giữa hai đứa. Được các bạn, thì câu này chọn cho nó chính là câu C, how nice of you to say so. Được chưa? Đó, đó là câu tiêu đề của nó đó mấy đó. Rồi, nó có câu tiêu đề rồi. Và sau đó nó sẽ có một câu nữa, đó chính là ý chính. Được chưa? Đề thi nó chỉ ra một trong hai cái thôi, mỗi bài đọc ra một trong hai cái thôi. Nhưng mà thầy cố gắng là mỗi bài đọc thầy luôn cho các bạn hai trường hợp, tiêu đề và ý chính luôn. Thì ý chính nói về cái gì? Thì rõ ràng cái bài này đang nói về cái gì? Get tip rồi đúng không? Rõ ràng get tip rồi. Mình khen khi nào, mình phải khen như thế nào và gọi là mình nhận lời khen thế nào. Con này giúp cô gì luôn? Câu C. Được chưa? Câu A là gì? Những cái vấn đề có thể encounter, những vấn đề mà có thể gặp phải. Được chưa? Khi mà mình khen ngợi không được. Rồi, lời khen ngợi ở trong mọi cái tình huống của xã hội, circumstances, được chưa? Những cái tình huống. Được chưa? Rồi, câu D, various ways là gì? Nhiều cách để gì đấy? Appropriate decline comment là gì? Nhiều cách để mình từ chối một cách đúng đắn lời khen. Được chưa bạn? Thì câu này đúng nhất vẫn là cái tips. Được chưa? Rồi, xong. Còn một bài nữa, tiếp nữa còn thời gian thì mình xử lý. Rồi, giúp thầy cái đề mới đi. Rồi, ôn tập số 5 rồi. Cố gắng từ nay tới lúc mà mấy đứa thi đại học là phải 4 mấy bài. Rồi, cũng một lần nữa là về nhà làm thầy 2 bài đọc luôn nha các bạn. 2 bài đọc cũng khá là ngắn, tương đương với đề thi dài bằng đây. Chứ đề thi mấy năm trước là nó dài kinh khủng khiếp. Rồi, câu số 1. Tự làm thầy luôn này, quá là dễ tìm cái âm nào khác ID nào khác với âm ID còn lại. Cố gắng làm kỹ với mấy đứa, những câu này chắc chắn làm được thì làm kỹ nha. Rồi câu này chọn gì đây? Câu câu B, chắc chắn rồi. Tracked. Rồi ôn lại thầy một số những cái cụm mà trước giờ thầy dạy các bạn chữ track nè. Rồi ví dụ như là lose my track of time là gì? Hả? Lose my track of time là gì? Mình mất đi cái quên đi cái thời gian, quên đi cái định nghĩa về thời gian, kiểu mình quá là tập trung vào việc gì đó. Tại vì nhưng mà track động từ đang nghĩa là gì? Theo dõi. Nhớ thầy nha, track động từ là theo dõi. Được chưa? Đó. Và nó cộng keep track on, nó cũng là theo dõi. Được chưa bạn? Keep track on, nó chỉ là theo dõi. Keep track on, nhớ cụm này thầy. Cụm này thì ai cũng biết rồi. Keep track on, theo dõi. Rồi, exchange thì chắc chắn là âm này âm GE đó là âm J. Âm J là âm còn lại, đọc là exchanged. Rồi ôn lại thầy, đó chính là trao đi ánh mắt là gì? Exchange. Exchange glances. Được chưa? Nhưng mà thầy có exchange student là gì? À, học sinh trao đổi, được chưa? Đó. Rồi câu C, dropped. Rồi ôn lại thầy một số cụm drop là các bạn. A drop in the ocean là gì? Một cái lượng rất là nhỏ so với cái lượng rất là nhiều đó các bạn. Rồi thầy có jaw drop là gì? Bất ngờ, há hốc mồm. Được chưa? Đó, ôn lại rất nhiều lần rồi. Rồi drop bigger nữa rồi, câu D, produced. Rõ ràng là chữ C với chữ E đó chính là âm sờ. Âm sờ nằm trong khi sang song với chữ và produced. Đây là động từ nhưng mà danh từ là gì? Thầy nhớ là đề thi giữa học kỳ 2 hay học kỳ 1 mấy đứa nữa. Sao mình mấy đứa biết được? Produce đúng không? Anh hứa là động từ nó còn danh từ nó là gì? Sản phẩm. Được chưa? Đó. Nó sẽ ví dụ như thầy có gì? Agriculture produce đó chính là gì? Sản phẩm nông nghiệp. Được chưa bạn? Thì đây là danh từ nha các bạn. Nó ngoài nó nghĩa là động từ là sản xuất, còn danh từ nó là sản phẩm. Sản phẩm nông nghiệp, thường đa số là sản phẩm nông nghiệp nha các bạn. Produce. Rồi, tiếp tục câu số 2. Tìm EA nào khác với E còn lại, quá dễ luôn, giúp thầy câu. À, heavy. Được chưa các bạn? Đó, quá dễ rồi. Rồi, nhớ thầy đó chính là heavy rain luôn nha các bạn ha. Một cái collocation rất là dễ, heavy rain, mưa nặng hạt, được chưa? Rồi, câu B đọc là lead các bạn ha. Rồi, lead mang nghĩa là gì? Lead ví dụ như động nó là một cái ngoài động từ đi, lead a team. Dẫn dắt, dẫn đầu gì đó, được chưa các bạn? Nhưng mà lead to là gì?
dòng đến, được chưa? Rồi, C treat thì quá dễ rồi, âm y á, đều là âm y dài, y hai chấm đó. Treat, treat là gì? Đối xử hoặc là xử lý, hoặc là xử lý, ví dụ trong trường hợp xử lý rác thải. Nhớ lại nha. Đó chính là gì? Đó chính là đối xử hoặc là xử lý. Được chưa? Hoặc là điều trị cũng được, đúng không ạ? Có ba nghĩa. Chính đó chính là đầu tiên đó chính là xử lý, đầu tiên là xử lý rác thải. Được chưa? Thứ hai đó chính là điều trị trong treatment, đúng không ạ? Cái thứ ba đó chính là gì? Đối xử, cư xử. Được chưa bạn? Đó ba nghĩa chính ha. Rồi câu D reach thì quá dễ rồi. Và các bạn nhớ theo tượng reach a conclusion là gì? Đi đến kết luận, được chưa? Conclusion. Rồi nhưng mà nó sẽ có một cụm này có thể đề thi ra draw a conclusion, nó tương tự là đi đến kết luận, rút ra kết luận. Các bạn rút draw là rút ra, reach hoặc là draw a conclusion. Đề thi rất là để ra mấy cái collocation này. Đi đến kết luận, rút ra kết luận. Reach. Rồi hồi trước thầy dạy mấy đứa out of reach chứ? Out of reach. Ngoài tầm với, đúng không? Đó, out of reach. Được chưa? Đó, ngoài tầm với. Ví dụ trong những cái là những cái sản phẩm thuốc hoặc là những cái sản phẩm mà hóa chất rồi đó, người ta nói là gì? Keep out of reach of children là gì? Đó, đúng không? Tránh xa tầm tay của trẻ em, được chứ bạn? Đó. Rồi, tiếp tục tìm trọng âm. Nó sẽ có hai câu, một câu về hai âm tiết và một câu về ba âm tiết, rất là dễ. Rồi câu A. Câu này chọn dứt dứt gì cho thầy luôn, câu A, B, C, D chọn không? C, rồi câu A, device, quá dễ đó các bạn ha. Đó. Rồi ví dụ thầy nói là thiết bị điện tử là gì? Electrical hả? Electronic device, nhớ nha, devices. Rồi, chắc là âm tiết thứ hai rồi, device, rồi có bé. Degree, degree là bằng cấp nói chung, được chưa bạn? Bằng đại học các bạn, là degree được từ lời bằng đại học. Rồi câu C, wonder, thì chắc chắn âm tiết thứ nhất. Động từ wonder là gì? Tự hỏi, danh từ. Danh từ Seven Wonders of the World là gì? Kỳ quái. Được chưa? Nó còn một cụm nữa sau này thầy dạy sau. Được chưa? Rồi no wonder là gì? Thảo nào hàng kia rồi, cái tục câu B, behave. Behave chắc chắn âm tiết thứ hai. Behave là gì? Cư xử, được chứ, thể hiện cũng được, behave hoặc là video. Ví dụ đối với cái trường hợp mà thầy sau này mà có con á, mà ở ra ngoài public, mà con thầy nó lì quá, thầy nói hey, behave yourself là gì? Cư xử đúng mực nghe chưa, behave yourself. Được chưa bạn, nhớ cụm đó, behave yourself, kiểu như là cư xử đúng mực, được chưa? Đó, behave yourself. Hoặc kiểu như là sau này mà có người yêu á, mà kiểu như ra ngoài công cộng mà người yêu kiểu như là rất là flirty, rất là kiểu như là này nọ mới đi, hiểu không? Thì nó hey, behave yourself, được chưa? Đó, bớt bớt lại đi không? Kiểu như vậy, hiểu không mấy đứa? Behave yourself. Rồi nhưng mà trước thầy cũng dạy mấy đứa một cụm về kiểu gọi là một con mệnh lệ, đúng không? Đó chính là gì? Kiểu như là phải cư xử đúng tuổi là gì mấy đứa? Act your age, đúng không? Phải act, được chưa? Cư xử đúng tuổi, được chưa bạn? Rồi tiếp tục câu số 4. Câu, coi kỹ nha. Đúng rồi. Câu A, đọc là gì? Champion, đó chính là nhà vô địch, ấn nhấn vô âm tiết thứ nhất. Rồi mấy đứa dạy nhắc lại ông thầy, đó chính là gì? Đó chính là ví dụ như là 2 năm trước, đúng không? Là đội tuyển U23 nam và nữ của Việt Nam mình đã gọi là có thắng lợi, đạt được huy chương vàng của SEA Games, đúng không? Thì cái đó nó chính là đạt được thắng lợi, thầy chọn gì? Victory, đúng không? Và thầy có chữ victory nữa. Rồi đạt được thắng lợi, thầy chọn thầy một cái collocation với the victory. Đạt được thôi. Không có khó. No. Hôm bữa mà gọi là đạt được giải thưởng rồi đó, nhận giải thưởng đó. Chọn gì? Claim, nhớ này, một cái collocation. Claim the victory. Được chưa? Đó, một cái collocation rất là dễ ra. Ví dụ thôi nha, thì kiểu như là thầy có một cái tình huống có thể ra, đó chính là gì? Giả bộ đó chính là SEA Games 2031 đi, cả hai đội tuyển Việt Nam đóng bóng đá đều gọi là đạt được huy chương vàng đi, được chưa? Thì đều thì có thể ra claim the victory, hiểu các bạn? Đó, rất là dễ ra mấy collocation nào. Rồi câu B, appearance, chắc chắn em biết ha, appearance là gì? Cái sự hiện diện hoặc là cái ngoại hình, được chưa? Rồi câu C, discussion thì gọi biết khỏi con ấy rồi ha. Rồi câu D nãy dạy rồi, specific, các bạn có thấy là EC thì chọn âm tiết thứ hai thôi. Thầy nhầm, cứ EC là trọng âm nó sẽ bên cạnh nó, thầy nhầm. Nhớ là EC là trọng âm bên cạnh nó, thầy nói rồi ha. Rồi câu số 4 quá dễ rồi, những phần phát âm chắc chắn là phải làm hết cho thầy. Rồi câu số 5. Một lần nữa là xen kẽ về từ vựng, vừa là ngữ pháp các bạn luôn ha. Rồi, vừa những câu dài dài là ta ôm từ vựng các bạn luôn đó.
Rồi, I think the research was a piece of cake. Tôi cho rằng cái bài nghiên cứu á thì nó rất là gì đấy? Dễ ẹn. Được chưa? It didn't really me. Nó thật sự nó không có gì đó tôi. Cái bạn đó, cái bài nó rất dễ thì nó không thật sự nó làm khó tôi. Được không? Vậy trong tiếng Anh làm khó là gì? It doesn't stretch me. Được chưa bạn? Thì các bạn nhớ stretch chính là gì? Make full use of a talent. Được chưa? Đó, hoặc là ability. Thì nó hiểu lắm đây các bạn. Make full use of a talent, ability là gì? Kiểu như là không tham gì là dốc hết sức. Theo gì là cũng ok, đủ tầm cũng ok. Kiểu như là gì? Nó tận dụng được hết cái gọi là gì? Tận dụng được hết những cái khả năng. Thì các bạn tận dụng được hết khả năng. Được chưa? Xài được hết khả năng đó. Đó. Nhớ thầy stress các bạn ha. Nó thường đối với chữ stress nó thường ra trong cái trường hợp mà nó phủ định đó các bạn. Đó, ví dụ như là gì? Tôi định là tôi ban đầu là tôi tham gia cái câu lạc bộ này. Nhưng mà sau đó tôi rút ra bởi vì sao? Nó dễ quá. Nó không có, it didn't stress me. Nó thật sự kiểu như là nó không làm khó được tôi. Rồi các bạn là kiểu như mình mong muốn cái gì đó mà kiểu như là ngang tầm mình. Được chưa? Đó, thì đó chính là chữ stress. Được chưa? Đó. Rồi, nhớ thật sự nó kiểu như là nó không giúp tôi kiểu như là phát huy được cái khả năng của mình. Rồi các bạn hiểu đến đây là như vậy. Rồi, cho nên là tôi ai mấy đứa mama là tôi đã quyết định làm gì đấy? Do it under my own steam là gì? Bởi vì nó dễ quá rồi. Bình thường là cuộc nghiên cứu thì nó phải là nhiều người đúng không? Bây giờ mình quyết định là gì? Mình tự làm luôn. Được chưa? Không còn sự giúp đỡ thầy dạy các bạn rồi. Under my own steam. Nhưng bạn nhớ research. Research danh từ đi theo cái động từ make a do. Ở trong này có do này. Được các bạn. Và các bạn nhớ thầy đó chính là một cái gọi là đề thi vừa rồi á. Cái vụ mà chữ mà to my skin mấy đứa chọn được chữ do không? Chọn được không? Làm sao các bạn tại sao các bạn biết phải chọn chữ do? Bởi vì phía trước nó có chữ gì? Damage. Đề thi nó có thể nó không cho sẵn các bạn đó chính là do damage. Được chưa? Mà nó cái danh từ nó phía trước. Các bạn hiểu chưa? Đó, ok ha. Thì trường hợp này cũng tương tự. Được chưa? Thì tôi có thể tự làm nó. Rồi, tiếp tục. Và obtain some success là gì? Và đã đạt được những thành công nhất định. Chứ sau một vài các bạn, chứ sau là nhất định rồi đó. Được chưa? Và đạt được một số thành công nhất định. Rồi, nhưng mà sau đó thì gì đây? My colleague là gì? Cái thằng đồng nghiệp của tôi thì took credit for it là gì? Nó cướp công. Được chưa bạn? Các bạn nhớ take credit for something đó chính là cướp công. Được chưa bạn? Đó, cướp công. Nó có hai nghĩa. Hồi bữa thầy gửi bạn từ vựng đúng không? Có hai nghĩa đầu tiên là gì? Được ghi nhận. Được các bạn? Được ghi nhận. Là chứ ví dụ được ghi nhận là như các bạn kiểu như là làm tốt cho công ty á thì kiểu như là bạn được ghi nhận. Là chứ I took credits for my own research. Là chứ là kiểu như là tôi được ghi nhận về cái gọi là công sức của tôi cho cái cuộc nghiên cứu. Là chứ. Đó, nhưng mà đối với trường hợp khác mà nó tiêu cực thì đó chỉ là người ta cướp công. Được chưa bạn? Đó, ok ha. Rồi, nhưng mà thằng đồng nghiệp tôi đã cướp công. Which made me fly off the handle. Cái điều này thì nó khiến tôi rất là tức giận. Được chưa? Fly off the handle, dùng có học rồi ha. Rồi, I met many people from all walks of life. Đại dạy ôm lại, from all walks of life, đúng không? Tôi đã gặp nhiều người đến từ nhiều nơi khác nhau. Nhưng mà tôi chưa bao giờ gặp bất kỳ ai mà mặc giày hơn nó. Được chưa bạn? Đó, ôm lại from all walks of life các bạn. Rồi, câu A. Restrict là gì? Câu A, restrict. Hạn chế. Được chứ các bạn, thay dạy rồi đồng nghĩa với limit đó. Rồi resist. Cưỡng lại, không chứ không phải irresistible em. Cưỡng lại, hoặc là ngăn lại cái gì đó. Và câu D, slip, ôm lại thầy. Slip là gì? Slip my mind là gì? Quên bén đi đúng không? Thầy dạy các bạn nói slip my mind, bạn nào mà mới vào thì có thể viết lại thầy. Slip my mind là mình quên bén đi. Được chứ, hoặc là slip the opportunity là gì? Vượt mất cơ hội, được chứ bạn, slip. Rồi thầy có slippery là gì? Nó rất là trơn trượt đúng không? Đó, slippery. Đó. Slipper, viết sao vậy? Ok, slippery, trơn trượt. Rồi, ok, tiếp tục câu 6 nè. He's the apple of our eyes. Là gì? Anh ấy là gì? Cái người mà chúng tôi rất là yêu mến. Được chưa bạn? Người rất là quan trọng đúng không? Được chưa bạn? Nhớ thầy cầm the apple of someone's eyes. Anh đó rất là, anh ấy là người mà chúng tôi rất là yêu mến. Vì vậy, để mà móc anh ấy, chắc nó chết đó các bạn. Cái việc mà móc anh ấy thì nó quả là một cái devastating blow to my family là gì? Nó quả là một cái
Ủa thầy gửi từ vựng cái devastating blow chứ? Có gửi rồi đúng không? Nó là gì? Là một cái điều mà nó kinh khủng, một điều mà nó rất là đau đớn, đau khổ. Các bạn nhớ devastating nó ngoài mang nghĩa là nó phá hoại. Để cho nó đối với trường hợp này các nhớ cả thầy cầm devastating blow đó chính là một điều mà nó hết sức tưởng tượng. Để cho một điều mà kiểu như là nó quá là đau khổ. Được chưa? Đó, ví dụ như là gì? Chia tay yêu, I am devastating. Hiểu bạn tôi rất là đau khổ. Được chưa? Thì đối với trường hợp đó là một cái điều đau khổ cho gia đình chúng tôi. Được chưa? Nhớ thầy cầm devastating blow. The way that the cops gì đó, the questions. Cái cách mà những cái thằng nào đây? Những người nào? Những người cảnh sát cái gì đó câu hỏi. Regarding là gì? Là gì đấy? Liên quan đến cái nguyên nhân cái chết của nấy. Thật sự ruffled our feathers. Thật sự khiến chúng làm sù lông hả? Làm chúng tôi khó chịu, bực bội. Ủa đúng không? Ruffled someone's feathers đó chính là gì? Khiến chúng tôi bực bội, khó chịu. Được chưa? Thì cái cách mà cảnh sát thì là tư cố đúng không? Thì cảnh sát cái gì đó câu hỏi, lảng tránh câu hỏi. Thì trong tiếng Anh cái gì lảng tránh? Mình có speak clear thôi em. Chưa gì bị lừa ví dụ rồi. Câu này phải chọn evade the questions. Evade, nhớ nha, đó chính là lảng tránh. Rồi, skill trước thầy dạy các bạn là stay clean nha, hoặc là gì? Stay clean. Mà bữa thầy quên nói các bạn chữ stay nữa. Stay hoặc là stay các bạn. Stay hoặc là stay hoặc là steer clear. Đó chính là mình tránh, được chưa? Steer clear, tránh. Rồi. Câu B convey là gì? Truyền tải. Convey a message là gì? Truyền tải một cái thông điệp. Được chưa bạn? Tại vậy chứ convey rồi đúng không? Rồi câu C refrain from cũng vậy luôn là gì? Không phải ngăn cản nữa. Cố gắng không làm một cái việc gì đó. Nhớ thầy refrain from vậy rồi á. Cố gắng không làm một việc gì đó. Được chưa? Ví dụ như I am trying to refrain myself from staying up late là gì? Tôi cố gắng để không thức khuya. Được chứ bạn? Rồi câu D nhớ này, evade the questions. Rồi câu 7 là câu về câu hỏi đuôi. Let's call it a day. Let's giúp chắc chắn giúp gì thầy? Shell ớt là chết. Rồi đề tìm ra shell ớt anh chọn luôn. Xong phim. Shall we? Được chưa? Mẹ chọn đi. Trời. Rồi, shall we thầy, call it ở đây là trước thầy dạy nó rất là lơ đúng không? Call it ở đây là gì? Kết thúc một ngày làm việc, một ngày học vậy. Let's call it a day. Dạy rất nhiều lần rồi ha. Rồi. Câu số 8. I am no stranger to his determination. Các bạn nhớ no stranger to là gì? Không còn xa lạ với, là kiểu như đã quá quen rồi, được chưa? Tôi đã quá quen với cái việc gì đây? Cái sự gì của anh ấy, cái sự quyết đoán được, quyết cái gì? Quyết tâm chứ. Được chưa? Cái sự quyết tâm của anh ấy, được chưa? Là chúng tôi rất là quen thuộc. Chúng tôi không còn xa lạ với cái sự quyết tâm của anh ấy. His action speaks cái gì đó. Cái hành động của anh ấy đã nói lên tất cả. Được chưa? Về cái character là cái tính cách của anh ấy. He never gives up until he accomplishes his ultimate goal. Anh ấy sẽ không bao giờ từ bỏ cho tới khi anh ấy đạt được cái mục tiêu cuối cùng, mục tiêu gọi là tối thượng của anh ấy. Được chưa? Ngoài đồng nghĩa với chữ goal là chữ mục tiêu, còn chữ gì mục tiêu mới đó? Objective đúng không? Thầy dạy rất nhiều lần rồi. Mục tiêu hoặc là goal target gì đó đúng không? Đó, ok. Ultimate goal, ultimate objective đó chính là mục tiêu cuối cùng. Accomplishes đó chính là gì? Đó chính là gì? Chinh phục, đạt được rồi. Các bạn nhớ cầm đó chính là mission accomplished gì? Mission accomplished. Ủa, gửi từ vựng rồi đúng không? Gửi chưa? Mission accomplished gì? Nhiệm vụ đã được hoàn thành. Chứ accomplished không phải là hoàn thành. Mission accomplished. Ví dụ mà các bạn sau này các bạn làm một công việc gì đó, các bạn làm xong hoàn thành. Ok, mission accomplished. Hiểu các bạn, cái này kiểu như là các bạn nghe phim các bạn sẽ thấy rất là nhiều. Được chưa? Rồi vậy câu này chọn gì đây? Cái hành động của đấy để nói lên tất cả. Cụm này rất là dễ ra. Speak volumes. Được chưa các bạn? Đó, ok ha, speak volumes. Đó chính là gì? Đã nói lên tất cả là không cần phải dùng lời nói. Được chưa? Đó. Ví dụ thầy lần đầu tiên mà thầy nghe cái cụm này speak volume đó chính là thầy xem trong cái chương trình MasterChef của mùa thứ ba gì thầy nhớ. Mùa thứ ba của Kristen Hà các bạn. Hình như là mùa thứ ba Kristen Hà. Thì lúc mà bả cái ngày đầu tiên mà bả casting á, audition á, thì bả gọi là có một cái món ăn rất là đặc biệt, món ăn Việt Nam. Rồi sau đó là cái bạn, nếu mà bạn coi coi lúc đó thì khuôn mặt bả kiểu như là
cái passion, cái nỗi hiện sẵn trong khuôn mặt của bạn luôn. Cho nên ông khán giám khảo Châu nói là gì? Your passion, your face speaks volumes. Là chứ kiểu như là bạn không còn phải nói quá là nhiều về cái gọi là cái đam mê của bạn, thì khuôn mặt của bạn đã thể hiện rõ tất cả rồi. Được, cái bạn speak volumes, được chưa? Rồi, bones, ôm lại bones. Bone là gì? Xương. Hồi trước thầy dạy các bạn to the backbone là gì? To the backbone. I am Vietnamese, to the backbone là tôi là người Việt Nam. Chính gốc, được chưa? Rồi hoặc là bare bones là gì? Ủa nhớ lại đi. So when you go or when you interview, when you are being interviewed, you should give out bare bones information. Những cái gọi là ý chính hả? Những ý chính, những cái thứ mà quan trọng, được chưa các bạn? Rồi câu C là cái gì? Intents and purposes. Hồi trước thầy các bạn intents and purposes là gì? Hầu như là gì? Học thực tế là được chưa các bạn? Đó, ví dụ đối với trường là gì? For all intents and purposes, the metro in Ho Chi Minh City is completed. Là gì? For all intents and purposes, the metro in Ho Chi Minh, không biết metro hả? Cái metro, cái tàu metro ở trong Sài Gòn không biết không? Cái tàu điện rồi đó không biết hả? Sau này năm sau thì nó chắc là năm sau mấy đứa vô là mấy đứa thấy rồi đó. Được chưa, là nó hầu như là nó đã sắp gì đấy, nó đã sắp hoàn thành rồi. Mấy đứa vô thầy cứ mộng là hồi năm đầu tiên thầy vô năm 2016 thầy nghĩ là chắc là 2-3 năm chắc còn được đi. Mà ta nói thì thầy nghĩ là lúc mà mấy đứa vô á, cuối năm này chưa xong đây, chắc là hy vọng là năm sau nó sẽ xong, là mấy đứa được hưởng cái metro đó. Yes sir. Ở tàu điện ngầm nó cũng có cái, thật sự nó vẫn chỉ phải kêu đúng tàu điện ngầm, nó có những cái ga mà nó có ngầm thôi, nó cũng có tẹo ở trên đường ray nữa, được chưa? Image, hình ảnh, được chưa? Ôm lại thầy, a spitting image là gì? Giống uy đúc, được các bạn, a spitting image. Rồi tiếp tục câu số 9, câu này chắc chắn làm được rồi nè. Vô câu này chắc chắn là mệnh đề hay là cụm danh từ các bạn? This song sounds familiar to me, chắc chắn là một cái mệnh đề, thì chắc chắn là chọn thầy câu B hoặc là câu C. This song sounds familiar to me là cái bài hát này nghe có vẻ rất là quen thuộc với tôi. I fail to remember its name, nhưng mà tôi không thể nào nhớ được cái tên của nó. Fail to là không thể làm được cái việc gì đó, thì câu này chắc chắn giúp thầy câu B. Quá dễ rồi, không còn nói nhiều nữa. Mặc dù là bài hát này nghe có vẻ quen thuộc nhưng mà tôi không thể nào nhớ. Nhưng mà nếu mà nó nghe quen thuộc thầy dùng thành tích dụ sao familiar, thầy dùng gì? Ring a bell to me, được chưa? Rồi tiếp tục câu số 10. Câu này các bạn làm gì là các bạn coi cái vế sau trước thầy, đừng có coi đáp án, coi cái vế sau. Nó đang dùng thì đây, hát put out thì chắc chắn là gì? Thì quá khứ rồi. Nó hát chắc chắn quá khứ thì vế còn lại nó cũng phải là quá khứ, thì chọn cái nào quá khứ trước thầy, mình loại bỏ trước thì câu này quá khứ. Câu A nè, câu B, ủa câu nào quá khứ thì chọn thầy B nghĩ thôi. Nhưng mà thầy nghĩ đề thi nó ra chắc chắn là nó ra một câu quá khứ, mấy đứa chọn luôn, mấy đứa khỏi còn nói nhiều nữa. Được chưa? Thì câu này chọn gì? Chúng tôi đã gì đây? Put out the fire, chúng tôi đã dập được lửa. Được chưa? Until là gì? Mãi cho tới khi là đội cứu hỏa mà tới giúp thì chúng tôi đã dập lửa. Được không? Thì cứ để đó đi, đâu có B. No sooner, giờ đội cứu hỏa vừa mới tới giúp thì chúng tôi đã dập được lửa. Ổn không? Không có no sooner gì. No sooner then, trời ơi là trời. Until thì not until when, not until that. Được chưa? Rồi câu C, by the time. By the time là gì? Thời khắc họ lúc, được chưa? Ngay lúc mà đội cứu hỏa đến giúp thì chúng tôi đã dập được lửa rồi, đúng không? Ổn không? Ổn, được chưa? By the time là có đề. Sau khi đội cứu hỏa tới không có đi đâu. Được chưa? Đó, ok, thì câu này phải chọn thầy câu C. Cái này đúng là gì? Before. Câu D đúng là phải before. Trước khi mà đội cứu hỏa đến thì chúng tôi đã dập được lửa rồi. Được chưa? Thì câu này phải chọn câu C, by the time. Ok ha. Đó, nó ra như vậy đó mới đó. Rồi, câu số 11. Though he's among the most sought after singers. Là gì? Though là gì? Mặc dù anh ấy là among, là một trong những gì đấy, không phải giữa đó. Tại vì là một trong những cái người ca sĩ mà được săn đón nhiều nhất. Các bạn nhớ sau after đó chính là săn đón hoặc là theo đuổi, được chưa? Săn lùng, săn đón. Anh ấy một trong những ca sĩ mà được săn đón nhiều nhất.
Dạ chắc chắn là chỉ vô là mặc dù thì phía sau là cái chỉ nhân rồi, mặc dù nó có chỉ bớt đúng không, nhưng mà nó quả là một cái gì đó để hire, thuê cô ấy để làm gì đấy, trình diễn ở tại cái rạp của chúng ta. Để chơi thì các bạn coi nè, hai em vế nó trái nghĩa đúng không? Một cái là gì? Được săn đón. Nhưng mà thì chắc chắn nó như nào thuê quái. Thuê quái là một việc như nào? Dễ có. Đang mặc dù rồi thì phía trước là gì? Được săn đón thì chắc chắn là nó phải dễ rồi. Mặc dù là được săn đón nhưng mà nó dễ. Cái việc mà kiểu như là thuê quái để diễn á thì nó là một điều dễ. Để chơi thì thêm là dễ rồi. Cái này dễ, được sự gì? Cứ đọc tiếp đi ha. She's performed on our stage for the third time in a row. Cô ấy đã đấy. Bà đã biểu diễn trên sân khấu của chúng ta 3 năm in a row vậy chứ, in a row là gì? 3 năm liên tiếp. Được chứ? Cô ấy đã diễn trên sân khấu chúng ta 3 năm liên tiếp. Nhưng mà lúc này thì tôi đang có having second thoughts about it. Tôi đang suy nghĩ lại là có nên thuê cô ấy không? Thì vậy rồi ha. Have second thoughts, oh my. Được chứ? Tôi đang suy nghĩ lại có nên thuê hay không? Thì cái này dễ, lùi rất là nhiều. It's such a breeze. Được chưa? Breeze là một điều dễ dàng. Được chưa bạn? Such a breeze. Một điều dễ dàng. Nhớ lại nha. Một cái việc dễ dàng. Ví dụ thầy nói là gì? Solving a first grade math problem is a breeze. Hiểu các bạn? Đó chính là gì? Giải một bài toán lớp 1 thì nó rất là gì? Dễ, a breeze. Được chưa? Rồi câu B, favor. Ôn lại thầy, động từ đi theo với favor là gì? Do a favor. Được chưa các bạn? Đó chính là gì? Giúp đỡ ai đó. Nhiều điều bước lên. Giúp đỡ ai đó. Do someone a favor. Giúp đỡ hoặc là cho ai đó một cái món quà. Đọc đặt ân. Không có đi bước. Cái mới favor xong rồi đi bước. Cho ai đó một cái đặt ân hoặc là một cái sự giúp đỡ. Được chưa? Nhưng mà thầy cũng gửi các bạn return the favor là gì? Return. Đền ơn. Nhớ là gì là đền ơn các bạn ha. Rồi stream. Rồi bữa nay thầy cũng gửi mấy đứa streams of vehicle phiên tự là gì? Những cái dòng phương tiện. Stream là dòng ngoài dòng suối á. Đó chứ, streams of vehicle đó chính là dòng ngựa, dòng phương tiện. Được chưa? Bargain đó chính là gì? Các bạn cứ nghĩ là trước kia bạn cứ nghĩ là bargain động từ trả giá đúng rồi, nhưng mà danh từ nó là gì? Giá gì? Giá hời. Giá hời kiểu như là giá nó rẻ so với mặt bằng chung. Được các bạn, ví dụ như một chiếc một đôi giày Nike, giá mặt bằng chung là 9 triệu. Ở chứ mà may quá mình có ba nòng bán được giá có khoảng 5 triệu thì chắc chắn là một cái bargain. Hiểu không bạn? Đó, ok ha. Thì các bạn nghĩ là bởi vì cô ấy là được mặc dù sáng đó nhưng mà kiểu như là thuê cô ấy là một cái giá hời thì không chọn các bạn. Phải chọn là gì đây? Breeze. Được chưa? Bởi vì nó khó sáng đó mà, nhưng mà cái này là rất là dễ, được chưa? Rồi, tiếp tục câu số 12. Câu số 2 một câu về bị động. Coi thử nó một câu này nó có hai vế hay một vế. Câu này hai vế hay một vế, đừng biết nó có rút bỏ hay không. The number of people gì đó positive for COVID in Vietnam reached. Thì chắc chắn reached là động từ thì chắc chắn câu này có hai vế thì chắc chắn nó sẽ rút gọn. Thì một nó là câu A, hai nó là câu B. Thì chọn này. The number of people là gì? Số người. Được chưa các bạn? Đó, ok. Số người mà test là gì? Test thì ai xét nghiệm đúng không? Xét nghiệm hay được xét nghiệm? Xét nghiệm là người ta chủ động xét nghiệm hay là mình được xét nghiệm? Phải được xét nghiệm tới giá cho lại câu B. Được chưa? Số người mà xét nghiệm gọi là dương tính COVID ở Việt Nam nó đã đạt đến cái mức là 10 triệu người. Including, các bạn nhớ include nó luôn luôn chủ động nha. Nó bao gồm 43 ca tử vong. Casualty nó đồng nghĩa với chữ chết các bạn. Chết là tử vong á. Đó chưa, chết đó chính là ca tử vong. Casualty, đọc là casualty các bạn ha, đó chính là ca tử vong. The number có số ít đúng rồi, còn a number là số nhiêu? Bởi vì cái này nó ở quá khứ, em reach ở quá khứ cho nên không còn chi gì nữa. The number đó chính là cộng, nhưng mà đề thi nó ra số ít số nhiều rồi, xưa đề thi nó ra nhưng mà giờ nó ra nữa đâu, yên tâm. Rồi tiếp tục câu số 13. Câu này dễ, một cái collocation rất là dễ các bạn. If my mother got wind of the fact that I didn't a doctor yesterday. Doctor đi theo với một cái động từ gì? Gặp bác sĩ, các bạn chơi meet the doctor cái chết nha. Go bác sĩ, đi bác sĩ cái chết, xong tiền. Đó, mấy đứa mấy bạn mà không biết là dịch cái go doctor không doctor cái chết chắc chắn là vậy. See a doctor. Được chưa?
Các bạn coi nè, nếu mà mẹ của tôi cái gì đó get wind of the fact that I didn't see a doctor yesterday. Nếu mà mẹ tôi get wind of là gì? Quên đi sự phật răng hả? Hả? Biết được, được chưa bạn? Biết phong phanh học biết được, nhớ thầy get wind of. Wind là gì? Cơn gió, mình hay nói gì? Một cơn gió, một con chim nhỏ thì nói với tôi rằng đúng không các bạn? Đó thì cái này là kiểu như là nghe phong phanh hoặc là biết được. Được chưa bạn? Đó. Nhớ get wind of. Đề thi mấy năm đây, gần đây nó chưa ra về cái trường hợp mà về thời tiết. Thì năm nay có thể ra. Được chưa? Có một năm ngoái đề thi bên họ là gì? Under the weather. Thì ai cũng biết đúng không? Under the weather thì ai cũng biết đúng không? Được chưa? Thì lâu rồi nó chưa ra, nó mới về thời tiết thì có thể năm nay ra. Nghe mày đó. Rồi thì get wind of nhắc lại là gì? Nghe phong phanh đọc biết được. Được chưa bạn? Đó, ok thì câu này là gì? Nếu mà mẹ tôi mà biết được cái sự thật là tôi không đi bác sĩ vào ngày hôm qua thì cuộc sống của tôi sẽ kết thúc là tôi sẽ chết ngay tức khắc, in a heartbeat, ngay tức khắc. Các bạn coi lại, heartbeat là gì? Nhịp tim nó như thế này, rất như thế nào? Rất là nhanh đúng không? In a heartbeat là một ngày lập tức. Được, các bạn, in a heartbeat. Rồi, tiếp tục. Câu số 14, câu này là về phrase verb rất là dễ. It's not a walk in the park. Nó như thế nào các bạn? Nó không có dễ để hoàn thành công việc trong một đêm. Được chưa? It requires a great deal of effort. Là gì? Nó đòi hỏi rất là nhiều nỗ lực. Được chưa? Và tôi vẫn đang tiếp tục với nó. Cái nào tiếp tục làm cái gì đó. Tại vậy các bạn nói chọn working on. Được chưa? Nhớ thầy, work on là tiếp tục làm một việc gì đó, là đang cố gắng xử lý một việc gì đó. I'm still working on it. If all else fails là gì? Nếu mà tất cả đều thất bại là gì? Thầy dạy xuống đất xuống lơ đúng không? Là gì? Nếu mà không còn cái gì khác, nếu mà không còn phương án nào khác, được chưa? Nếu mà không còn cái điều, nếu mà kiểu như là, nếu mà nó không được á, chỉ nói là vậy. Nếu mà nó không được á, thì tôi sẽ không hỏi nữa, tôi sẽ nhờ trợ lý của tôi để tư vấn. Consultancy là cái sự tư vấn vậy đó. Được chưa? It's not a big deal, nó không phải là một điều quá là to tát. Bởi vì tôi có một cái mối quan hệ tốt với anh ấy, good rapport. Rapport là từ khó, đó chính là mối quan hệ, từ là mối quan hệ tốt. Được chưa bạn? Đó, ok. Rồi ôn lại thầy câu A, check down là gì? Viết xuống, viết ra. Được chưa? Viết ra các bạn ha. Rồi, get into là gì? Get into the habit là gì? Bắt đầu một cái thói quen. Rồi stand by, đứng bên cạnh, nhưng mà con mang nghĩa là gì? Ủng hộ cũng được, kề vai sát cánh. Được chưa bạn? Ngoài mang nghĩa đen của nó là gì? Đứng bên cạnh, hey, come here, stand by me. Được chưa? Nó con mang nghĩa là gì? Kề vai sát cánh, nó sẽ cũng rất là hay. Được các bạn? Kề vai sát cánh thì nghĩa nó sẽ đúng hơn, nó trọng tâm hơn là mình luôn lúc nào cũng ở đó giúp đỡ người ta. Được chưa? Kề vai sát cánh. Rồi nhưng mà hồi trước thầy dạy một mấy đứa là gì? Without fails. À, ví dụ như là gì? Thôi một thói quen, một ví dụ thôi. Whether I am busy or not, I go visit my grandfather without fails. Dù cho tôi có bận như thế nào nhưng chăng nữa thì tôi cũng sẽ nhất định đi đến thăm ông của tôi. Được chưa? Without fails, nhất định. Dạy rất là lâu đúng không? Đó, nhất định như thầy. Nhất định là chắc chắn nó xảy ra đó. Được chưa bạn? Without fail. Rồi tiếp tục câu số 15. You should voice your concern about the loss in the companies. Bạn nên voice your concern là gì? Bạn nên nói ra cái sự lo lắng, bày tỏ cái gọi là cái sự lo lắng, bày tỏ cái sự mà ưu phiền của bạn. Được chưa? Trong cái tờ giấy, trong cái thầy gửi mấy đứa là voice your opinion đúng không? Đó chính là lên tiếng. Còn này là gì? Đó chính là bày tỏ cái sự lo lắng của bạn về cái the loss là gì? Cái việc mất là như thế nào? Cái tổn thất. Rồi thầy dạy các bạn, trước thầy dạy các bạn là loss là cái tổn thất. Ngoài cái việc mà mất mát gì đó, cái sự mất mát nó còn mang nghĩa là cái tổn thất. Tổn thất đối với cái trường hợp gì? Tiền bạc. Được chứ bạn? Đó, ok. Tổn thất, cái sự tổn thất là sự mất mát. Đối với cái trường hợp ví dụ như là ai đó vừa mới qua đời đó, I'm so sorry for your loss. Được chưa? Đó, bạn nên kiểu như lên tiếng về cái gọi là cái nỗi băn khoăn của bạn về cái tổn thất trong cái gì đó của công ty tháng này. Trong cái gì? Trong cái gì? Có loan là cái gì? Quá dễ, loan là tiền vay.
Được chưa? Ví dụ student loan đó chỉ là gì? Tiền vay cho sinh viên, được chưa bạn? Rồi debt mới là tiền gì? Đó, được chưa? Donation là tiền quyên góp, được chưa bạn? Rồi câu C, revenue là từ nó khá quen thuộc đúng không? Cái từ nó khá là xa lạ, revenue đó chính là doanh thu, được chưa bạn? Đó, doanh thu, revenue, doanh thu nha. Và câu D, allowance là gì? Tiền là phải compensate đâu mà tiền bồi thường. Sau này nè, ví dụ như bạn có thầy, như thầy tính nói mấy đứa rồi, cái tình huống này hơi bị tiêu cực. Bạn có thầy ví dụ như nó ly dị đi, rồi chứ nó là hai vợ chồng có đứa con mà ly dị thì chắc chắn là đứa con nó về với bà mẹ, thì mỗi tháng thì ông bố sẽ cho tiền chu cấp, trợ cấp, được chưa? Thì đây là tiền chu cấp, được chưa? Allowance. Rồi có cụm make allowances for là chiếu cố, được chưa? Make allowances for vậy rồi. Rồi câu này dịch tiếp là gì đây? Kiểu như là cái tổn thất của công ty, cái tổn thất về cái doanh thu của công ty trong tháng này, it has plummeted, là gì? Nó đã giảm rất là mạnh, được chưa? Các bạn nhớ plummet đó chính là giảm rất là mạnh kể từ khi cái chính sách mới đã được ban hành. Thầy các bạn chỉ implement rồi đúng không? Implement chính là ban hành, được chưa? Đó, chính sách mới nó được ban hành, nó được thực hiện, nó được ban hành hoặc là thi hành cũng được, được chưa? For all intents and purposes, the policy is a major disaster, là gì? Cái gì đây? Cái chính sách này nó gần như là một cái thảm họa. Được chưa? Các bạn dịch các bạn for all intents and purposes hầu như hoặc là thực tế là, các bạn nhớ for all intents and purposes gọi là thực tế. Thực tế là cái policy này nó quả là một cái thảm họa lớn. Được chưa? Disaster. Rồi các bạn có nhớ một cái không thầy dạy cho ta cũng nhớ nữa. Cái gì đó? For disaster. Rồi chọn thầy luôn nha. A, ingredient. B, recipe. C, formula. Rồi chọn thầy luôn đi. Các bạn hiểu đúng này được không? Gì đó for disaster. Hoặc là cái này nha. Chọn gì? Nhưng mà các bạn hiểu nôm na cái gì đó for disaster, một cái gì đó cho thảm họa không? Một cái gì? Các bạn coi, cái này là nguyên liệu, cái này là gì? Công thức. Cái này là gì? Cũng công thức luôn vậy, công thức gì? Đó thì khi nó ra một cái co-location này, thầy rất là thích co-location này. A recipe for disaster. Nó là gì? Một công thức cho cái thảm họa là gì? Hiểu một công thức cho thảm họa không? Các bạn hiện trước giờ bạn có nghe một cái công thức cho thảm họa không? Ví dụ như là gì? Đối với cái trường hợp một cái công thức cho thảm họa là gì? Đối với cái trường hợp các bạn mà đi đổ xăng á, thì các bạn hút thuốc ở bên cạnh cái gọi là kho xăng thì như nào, nó rõ ràng một cái recipe for disaster, hiểu được chưa? Hiểu chưa các bạn? Nó tiếng Việt mình gọi là gì? Một chất xúc tác cho thảm họa hả? Trong tiếng Việt mình cũng có đúng không? Nhưng mà tự thầy quên mất tiêu rồi, nó là gì ta? Nhưng mà thằng vẫn cũng nghe nó cho một công thức cho thảm họa cũng được. Chứ giờ chưa nghe một công thức cho thảm họa hả? Nhưng mà các bạn kiểu như là cũng hiểu cái ý nghĩa của nó đúng không? Cũng hiểu mà đúng không? Thì nhớ này, a recipe for disaster rất là dễ ra, được chưa? Rồi câu số 16, câu này rất là dễ các bạn. Are you aware? Dứt luôn, are you aware? Được chưa? Một câu rất là dễ. Aware đồng nghĩa từ gì bạn? Conscious of luôn. Bạn có, câu này câu hỏi là gì? Bạn có ý thức được cái việc rằng là bạn đang get on my nerves, rồi bạn đang khiến tôi get on my nerves, rồi khiến tôi khó chịu, bực bội, tức, được chưa bạn? Rồi bữa cũng thầy cũng dạy các bạn drive someone up the wall, được chưa? Cũng làm ai đó tức giận đúng, được chưa? Nói chung là thầy dạy rất nhiều ví dụ mà tức giận đúng không? Drive somebody up the wall, get someone under, thầy dạy rất là lâu rồi, đó chính là khiến ai đó khó chịu, tức giận. I'm in 2 minds about a marriage with you, là tôi đang, bạn có đang ý thức được là bạn đang gọi là khiến tôi đang tức là chết tức giận hay không? Tôi đang thật sự đang cái gì đó về một cái đám cưới của bạn, một cái gọi là cuộc hôn nhân với bạn. Tôi đang, mình đang tức mà đúng không? Cho nên là mình đang in two minds, mình đang phân vân lưỡng lự, được chưa? Nếu mà đề thi nó ra tìm từ trái nghĩa với phân vân, trái nghĩa với gì? Chắc chắn certain thôi, hiểu không bạn? Đó, ok, đề thi câu này dễ, được chưa bạn? In two minds about. Rồi câu số 17. Your definition of the phrase off the beaten track
is still vague to me. Là giữa bạn cái định nghĩa của bạn về cái cầm off the beaten track. Mà các bạn đã đọc cái bài soạn của thầy rồi, off the beaten track là gì? Một nơi mà nó vắng vẻ. Được chưa? Thầy học cái cụm này lúc mà thầy học một cái môn về du lịch ở trường đại học, off the beaten track là một nơi vắng vẻ, không ai lui tới. Ví dụ như là ở Việt Nam mình cái nơi nào mà nó off the beaten track mà không phải là một nơi mà gọi là hotspot của du lịch nha. Ở đâu? Bình Tiên hả? Ở Bình Tiên thì thầy cũng có ít người đến đúng không? Được chưa? Thầy đó cũng là một cái off the beaten track. Được chưa bạn? Thường nó là nơi du lịch. Nhớ nha, thường nó là một nơi du lịch. Được chưa? Đó, ok. Một cái nơi mà vắng vẻ, nơi vắng vẻ không ai lui tới nhiều. Thường là du lịch các bạn ha. Thì cái gọi là cái định nghĩa của bạn về cái đó thì nó vẫn còn như nào vague, mơ hồ với tôi. Bạn có thể nào? Còn mơ hồ cho nên bạn có thể nào? Giải thích thêm. Thêm thắt không tính. Được chưa? Nói thêm về. Được chưa? Thầy vừa mới ngày hôm qua bạn thầy cũng nói câu này luôn, elaborate on. Thầy nói câu gì đó nó vẫn còn mơ hồ của nó, câu này. Can you cái gì đó? Elaborate. Câu này khó thì thầy làm luôn. Được chưa? Vậy elaborate on là gì? Giải thích thêm. Được chưa? Đó, ok. Ví dụ sau này các bạn đi thi IELTS đi. Người ta nói câu này các bạn sử dụng chữ elaborate on là gì? Người ta đánh giá bạn rất là cao. Được các bạn. Đó, ok. Can you elaborate on that? Được chưa? Sau này đi thi IELTS, các bạn nói trong phòng speaking các bạn có thể nói câu này. Được chưa bạn? Rồi, câu B, deliberate cũng on luôn. Như bữa thầy dạy các bạn deliberate là gì? Động từ là gì? Xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng, đúng không? Rồi, còn câu C, spark a debate là gì? Khơi dậy hoặc là dậy hoặc là dấy lên, tại vì là dấy lên nó sẽ đúng hơn. Được chưa bạn? Dấy lên một cái cuộc tranh cãi, spark. Được chưa? Rồi, và câu D, elicit là gì? Elicit là gì? Ủa mấy đứa con là tư vấn thay đấy. Ủa gửi ra mà đúng không? Elicit là gì? Không tự là suy gì? Suy vọng gì? Ủa chưa biết luôn hả? Ủa thầy gửi tư vấn đó chưa? Thầy chưa gửi tư đó hả? Ờ nó kiểu như là gì? Ví dụ đơn giản thôi nha. Thầy có một cái thói quen mấy đứa các bạn cũng để ý, đó chính là gì? Trước khi mà thầy cho các bạn một cái nghĩa của một cụm hay là một từ nào đó thì thầy có điều thầy thẳng thừng cho các bạn nghĩ đúng không? Đa số lần vậy thầy thường sẽ có cách gì? Thầy cho các bạn một ví dụ. Rồi sau đó các bạn nhiệm vụ các bạn sẽ elicit nó ra. Thầy sẽ elicit cái câu đáp án bằng cái việc là thầy cho các bạn ví dụ. Thì các bạn đoán là gì? Elicit là gì? Thầy đang cố gắng moi ra giúp các bạn suy luận ra. Đây các bạn đó, elicit đó chính là moi ra, từ là moi ra câu hỏi, hoặc là elicit đó chính là suy luận ra. Được chưa? Đó thì các bạn cứ nhớ cái tình huống đó chính là gì? Thầy lúc nào cũng cho các bạn câu hỏi gọi là ví dụ để elicit cái answer của các bạn. Được chưa các bạn? Đó, từ này từ khó. Từ đây là từ kiếm điểm 10. Nhớ các bạn, elicit. Hả? Elicit, deduce. Có hả? Thật rồi, thật sự là bây giờ thầy không nhớ nổi, kiểu như là đưa ra thì có thể nhớ còn cụm nào nữa ta? Rồi cụm nào nữa? Infer thì có biết rồi đúng không? Còn gì nữa? Cụm như nãy giờ thì nói. Refer, cụm nào ta? Đi đến cấp độ nè. Hồi nãy giờ em có biết không? Tại không nhớ rồi, bởi vì dạy nhiều quá. Thật sự là như vậy. Có không mấy đứa? Có suy ra đúng không? Có hả? Trời ơi, hồi nãy cũng vậy, giờ cũng nhớ. Mà thật sự hai trước thầy nhớ nổi rồi đó. Có gì lật ra coi lại chứ thầy không nhớ rồi. Có hả? Suy luận ra hả? Có hả? Công năng khuyên. Read between the line, đúng rồi. Read between the line đúng không? Ý em là vậy đúng không? Nhưng mà thật sự hai cái nghĩa nó cũng không thật sự nó xét cho lắm. Được chưa? Kiểu như read between the line là như nào? Kiểu như là nó có một cái mặt bằng chung như này. Được chưa? Nó không có ý nghĩa rõ ràng cho các bạn, là buộc các bạn phải cố gắng là vặn não các bạn suy nghĩ ra. Được chưa? Hai tình huống mặc dù cũng là suy ra nhưng mà thật sự nó không có giống nhau như lắm. Được chưa? Đó, ok ha. Rồi. Read between the lines. Câu số 18 dễ ẹt, một câu về từ loại this new singer has been a sensation, là cái người ca sĩ này đang làm một cái sensation, là một cái cơn
Sốt. Cơn sốt này là như nào, là một cái hiện tượng các bạn? Dạo này có một cái trend nào mới đang là cái sensation? Dubai hoài cái thằng này. Hết rồi. Get go mấy đứa, bây giờ đi đâu get go đó, một cái sensation. Ở sau này xong đây là get một cái sensation rồi đó. Đâu chứ các bạn? Khó ghê. Rồi, đang là một cái cơn sốt. I find him really genuine. Là tôi find him là gì? Tôi cảm thấy sau chữ find chắc chắn là dùng gì? Tính từ như thầy. Chứ các bạn đừng bao giờ thấy tính từ lúc nào cũng có to be nha. Không bắt. Tôi thấy nấy genuine là tôi thấy nấy thành thật, chân thật. Và một tính từ chọn thầy có attractive, quá dễ, thu hút, hấp dẫn. Rồi các bạn nhớ sự khác biệt giữa đề thi đưa ra, sự khác biệt giữa attraction và attractiveness. Khác biệt ở chỗ nào? Bự lên làm đi. Còn attraction là gì? Ừ. Đề thi nó ra hai cái rất là đơn giản các bạn. Thường nó ra, nếu mà ra, nếu còn ra trong cái bài mà tìm lỗi sai các bạn, nó ra hai cái, đó chính là gì? Tourist attraction hay tourist attractiveness? Tourist attraction là nơi mà thu hút khách du lịch. Được chưa các bạn? Đó, còn attractive là gì? Attractiveness đó chính là gì? Cái sự thu hút về ngoại hình, đúng như giống như là bạn nói. Được chưa các bạn? Attractive là cái sự thu hút về ngoại hình. Được chưa các bạn? Đó, thường gọi là cái sự thu hút về trai gái. Được chưa các bạn? Về tình yêu hay nó kiểu. Được chưa các bạn? Đó, ok ha. Rồi, tiếp tục câu số 19. I had known him by a word of mouth until we met at his party. Là gì? Tôi đã biết anh ấy by word of mouth là gì? Truyền miệng, qua miệng. Trước giờ chưa gặp, kiểu như nghe tiếng của anh ấy qua miệng. By the word of mouth là trước giờ là tôi biết anh ấy qua miệng. Được chưa? Truyền miệng, nhớ thầy by word of mouth nha. Cho đến khi mà chúng tôi gặp nhau ở buổi tiệc của anh ấy. Được chưa? He was undoubtedly the life and soul of the party. Là gì? Anh ấy không còn nghi ngờ gì, anh ấy chắc chắn, anh ấy không còn nghi ngờ gì nữa là một người life and soul of the party. Là gì? Là một cái người gì? Trung tâm của mọi buổi tiệc. Được chưa? Kiểu như là một người rất là tràn đầy năng lượng trong mọi buổi tiệc. Được chưa? Đó, ok ha. Rồi, he's gorgeous. Anh ấy như là đấy. Gorgeous không phải lúc nào cũng dùng cho phụ nữ nha bạn. Anh ấy xinh đẹp. Gorgeous. Ủa, beautiful lúc nào cũng dùng cho nữ. Không có đâu nha. Oh, he's so beautiful, bình thường. Được chưa? Đó, gorgeous. Ủa, nó bình thường mà đúng không? Anh ấy thật là đẹp, đẹp trai đó. Và biết cách hold the conversation, biết cách gì đấy. Giữ cho cuộc đoạn hội thoại nó vẫn được tiếp diễn nè. Rồi sau đó là we had a well of a time là gì? Các bạn nhớ cầm have a well of a time là gì? Ráng hay vui hay vui? Vui hay muộn? Vui. Các bạn nhớ have a well of a time. Đó chính là một khoảng thời gian rất là vui. Thì cái này liên quan tới co-location về động vật. Mà đề thi năm ngoái ra là vật không? Đề thi năm ngoái là cô ra về cơ thể con người và gọi là đồ đạc trong gia đình. Năm nay chắc là động vật với lại thời tiết và màu sắc. Rồi chúng tôi đã có một khoảng thời gian rất là vui và chúng tôi và tôi nghĩ cả hai chúng tôi đều rất là hợp nhau. Được chưa? Thì trong tiếng Anh hợp nhau thầy nghe rất là nhiều luôn trong những cái gọi là chương trình hẹn hò. We both hợp với nhau, hợp kẻ với nhau, hợp kẻ đối với trường hợp và gọi là tình cảm yêu đương đó nha. We both clicked. Được chưa? Đó, đó đề thi mà giờ thằng nó không dạy mà đề thi ra thì có ai chết không? Đúng không? Đề thi mà nó ra chắc là chết rồi. Click. Đó chính là hợp nhau. Là chứ hợp nhau về tình cảm đó các bạn nha. Chứ không phải hợp nhau về sở thích. Hợp nhau về sở thích hour. Ồ cũng được. Đó chứ ra số thầy cảm thấy là nó về tình cảm nhiều hơn. Các bạn nhìn vô các bạn nghĩ hợp các bạn chơi câu A nó dễ quá à. Được chứ các bạn đừng suy nghĩ quá là dễ. Rồi câu B miss nào mấy miss sao? Rồi call không liên quan gì hết. Được chứ các bạn. Rồi cái call hồi nãy thầy có dạy cái gì? Let's call it ở đây đúng không? Và mỗi cụm đó chính là gì? Find a place to call home. Thầy có gửi mấy đứa đúng không? Find a place to call home là gì? Tìm nơi để sinh sống. Các bạn nhớ home đi theo với động từ call nha. Được chưa? Đó, chứ mày gọi nhà nha mấy đứa. Rồi, tiếp tục câu số 20, một cái co-location cuối cùng. After several years living out of cái gì đó. Sau một vài năm sống cái gì đó. Thì tôi cảm thấy relieved. Tôi cảm thấy gì đây? Relieved là cảm thấy nhẹ nhõm. Được chưa? Và nhẹ nhõm và cảm thấy feel right as friend. Thầy gửi từ vựng này chứ. Right as friend là gì? Cảm thấy tìm lại right as friend. Nó giống như là find.
I feel fine là tôi cảm thấy ổn. Được chưa? Ví dụ đối với trường hợp gì? Nó thường đối với ổn khi nào? Đa số là mình xảy ra một chuyện gì đó mà nó gọi là bất lợi và sau đó mình cảm thấy ổn. Thường đối với trường hợp mình bệnh. Được chưa? So after a few days of being sick, now I feel right as rain. Được chưa? Đó, cái cảm thấy ổn, cảm thấy khỏe. Được chưa? Và hiện tại tôi cảm thấy rất là nhẹ nhõm và cảm thấy khỏe khi mà tôi về nhà. Được chưa các bạn? Đó, thì câu này chọn như là live out of the a suitcase. Được chưa? Đó. Thầy có một bạn bên Mỹ rất là thích live out of suitcase. Đó chính là gì? Nó cứ làm một notebook da một vài năm, rồi sau đó nhảy sang quốc gia khác, rồi sau đó về Mỹ chơi được vài tháng, rồi sau đó nhảy sang quốc gia khác. Nó chỉ đi theo thành lý thôi. Thì nó gọi là một cái lối sống live out of the suitcase. Hiểu nó đâu nay thì các bạn không nghe dùng một gốc á. Nó dài quá. Live out of the suitcase. Trong tiếng Việt mình cũng không có cụm này, bởi vì đây là một cái văn hóa phương Tây các bạn. Ở Việt Nam mình có. Trước giờ các bạn nghe nói vụ đó không? Nhảy Việt rồi nhảy quốc gia. Thầy cảm thấy Việt Nam mình ít lắm. Được chưa? Ở phương Tây nó có thôi. Du ngoạn. Được chưa? Đó, nhưng mà du ngoạn thì nó vẫn chưa xác nghĩa cho nó. Thì kiểu như là các bạn phải hiểu một cách nôm na đó chính là gì? Đó chính là đi đây đó, đúng rồi chứ sao? Đó. Đi đây đi đó. Thầy hay gặp nó là cái gì? Nếu mà ở Việt Nam á, thì tao sẽ nói mày một câu đó chính là cái gì? You travel like a horse. Đó thầy chọc nó là you travel like a horse. Ở Việt Nam tao hay nói là gì? Mày đi như ngựa gì đó. Để chứ rồi sau đó nó cũng mất cười, nó cũng kể bạn nó bên Việt, nó kể người Việt, bạn của nó là người Việt ở bên Mỹ, nó kêu nó cười quá trời quá đó. Travel like a horse. Bởi vì nước ngoài nó không có. Tại các bạn nước ngoài không có nên đi như ngựa, ở Việt Nam đi như ngựa thôi. Rồi thì các bạn nhớ là live out of the suitcase, nghĩa là đi đây đi đó. Được chưa? Một thời gian rồi sau đó là nhảy sang một quốc gia khác, một nơi khác. Được chưa? Rồi câu số 21, câu này quá là dễ luôn. I'll either put a strain on your upcoming trip là gì? Nó sẽ cho bạn một cái strain là gì? Áp lực. Nó sẽ tạo ra bạn nhiều lắm áp lực cho cái chuyến đi sắp tới của bạn khi mà bạn mang quá là nhiều đồ đạc. Được chưa? Đó, ok. You bring a bunch of stuff khi mà bạn mang quá là nhiều đồ đạc. The lighter you travel là bạn càng đi du lịch mà nó nhẹ. Các bạn nhớ line là có sáng này nha. Travel line là gì? Đi du lịch mà mang ít hành lý là đi du lịch là nhẹ đó. Được chưa? Nhớ thầy nha. The lighter you travel mà bạn càng đi ít hành bạn đi mà càng ít hành lý á thì nó sẽ càng hay là ít. Đờ vậy đấy. Đờ chắc chắn câu này đúng nhất là bạn chọn câu B, nhìn vô là biết chọn luôn rồi, loại bỏ những kia là nó lại càng thoải mái tiện nghi. Được chưa? Đó. Rồi, tìm từ đồng nghĩa bạn ha. Closest. Rồi, it is wise not to bring up the subject of salary during an interview. Là nói gì đấy? Nó khôn ngoan. Được chưa? Không gì đấy các bạn. Không. Bring up the subject là gì? Không. Đề cập tới cái vấn đề đó chính là lương bổng trong một buổi phỏng vấn. Thì cái này đồng nghĩa với thông minh. Còn là khôn ngoan đó chính là câu. À, quá dễ luôn. Rồi, erratic. Ôm lại cho thầy luôn là gì mới đó? Là gì? Thất thường thay dạy đúng không? Ôi cha mà ơi. Đề thi học kỳ 2 của mấy tuổi lớp 11 nó ra cái chữ erratic nè. Lớp câu C, mandatory ôm lại là gì? Bắt buộc. Rồi câu D, cautious dạ. Cái gì cảnh giác rồi, nó phải là alert gì đâu, cảnh giác. Cẩn thận, được chưa? Đó. Ồ, cảnh giác thì cũng ok, cũng được, còn cautious cũng ok. Nhưng đúng của nó là cẩn thận, cẩn trọng. Được chưa? Rồi câu số 23, our electrical thầy nhà các bạn, electrical. Our electrical appliances. Vậy rồi là gì mới đó? Đồ gia dụng một bữa thầy dạy đúng không? Được chứ? Đó là những cái đồ gia dụng của tôi nó đang on the last leg. Ôm lại cho thầy. On the last leg là gì? Bỏ chữ S thầy, bỏ chữ leg, bỏ S thầy. Nó đang sắp hứ. Hoặc là một cái chương trình thực tế nó đang on its last leg là gì? Nó đang sắp hết thời. Được chứ? Bạn nhớ thầy nha, kiểu như là còn một đúng cái chân cuối á. Được chưa? Sắp hết thời, cho trong lần này sắp hư. Cho nên chúng tôi insert cho nó nè, đúng không bạn? Cho nên chúng tôi sẽ intend dự định mua một số mới. Được chưa? Purchase là mua các bạn ha. Thì đề thi nó ra tìm từ đồng nghĩa rất là dễ, cho nên thầy sẽ ra một cái mức dễ, chứ thầy không ra đồng nghĩa khó đâu. Chỉ có cái trường hợp mà trái nghĩa tìm từ trái nghĩa idiom thì khó thôi. Thì intend đồng nghĩa với plan, quá dễ rồi. Lên kế hoạch định. Rồi modify ôm lại thầy, modify là gì?
điều chỉnh. Vậy rồi ha, verify đồng nghĩa với confirm, xác minh, xác nhận. Rồi có D, read trong get, read of, đó chính là loại bỏ. Rồi tìm thầy, tìm từ trái nghĩa với make the cut. It's a very demanding job. Nó là một công việc rất là, một công việc mà nó như thế nào, đòi hỏi cao. Để chưa, nó là một công việc đòi hỏi cao. It comes at no surprise. Vậy rồi đó chính là gì? It comes at no surprise. Nó không có gì bất ngờ khi mà tôi thấy bạn không make the cut. Bởi vì nó là một công việc nó rất là mang tính đòi hỏi cao, cho nên nó không bất ngờ khi mà tôi thấy bạn tiêu cực và tích cực. Tôi thấy bạn không cái gì đó, không gì, cái bạn đó đi không. Nó không bất ngờ khi mà tôi thấy bạn không đạt được cái gì đó, đúng không? Đạt được nó hoặc là mình thành công, được chưa? Nhưng mà các bạn nhớ nha, not, cái này là not đi không thành công. Vậy bỏ chữ not đi là thành công. Thì các bạn suy ra chữ make the cut là gì? Có thể hiểu nôm na là gì? Làm được cái việc đó, thành công trong việc đó. Hiểu không ạ? Đó, ok ha. Thì câu này tìm từ trái nghĩa với make the cut. Nó đang tích cực hay tiêu cực? Not, make, các bạn nhớ có chữ not là nó rất là dễ bị rối các bạn, được chưa? Là sẽ khiến bạn không thành công. Vậy bỏ chữ not đi nó thành công. Vậy tìm từ trái nghĩa là gì? Không thành công gì đó. Hiểu nôm na như vậy thôi các bạn ha. Rồi, vậy câu này câu A. Fail to meet a required standard là gì? Không đạt được cái tiêu chuẩn đề ra, đúng không? Trái nghĩ các bạn, đúng không bạn? Ồ, mình đang trái nghĩ mà. Để chia sẻ suy ra, make the cut là gì? Không, make the cut mà, đạt được cái tiêu chuẩn mà đề ra. Đối với cái thật ra thầy nhớ nó hình như là đối với cái trường hợp lâu rồi thầy chưa đọc lại. Make the cut, à đúng rồi, make the cut nó xuất hiện trong đối với cái trường hợp mà liên quan tới ngành chơi gôn đó mấy đứa. Kiểu như là nó chơi như nào đó, rồi sau đó mấy đứa make the cut là kiểu như là mấy đứa quay được vòng loại kiểu như Roman như vậy. Make the cut đó chính là gì? Đó chính là nó gôn, chắc là nó cười là sao quay không rồi mà mấy tháng rồi mà. Trời ơi, rồi kiểu như là đạt được, đó chính là cái tiêu chuẩn đề ra. Nếu mà đồng nghĩa thì đồng nghĩa có gì? Có. Rồi cô B, know the cooking recipe well là gì? Biết được cái công thức nấu ăn rồi nào. Rồi cô D, satisfy others gì? Làm hài lòng mọi người, được chưa? Thầy dạy các bạn một cái mẹo đó chính là gì? Tìm từ trái nghĩa thì câu, ví dụ câu A thì các bạn gọi là đảo nghĩa nó lại, các bạn hoàn toàn hiểu các bạn cái nào phù hợp với các bạn chọn, được chưa? Rồi câu 22, vẫn có thể đoán được các bạn session goal làm gì trước giờ là gặp vui cái quỷ này, đụng người đi làm sao trời, giống như bài hát này đụng người đi. Rồi it had been touch and go for him at the hospital. Nó cái gì đó đụng rồi đi cho anh ấy ở bệnh viện. Nhưng mà, à câu này chắc chắn các bạn đoán được nè. Nhưng mà in the end là gì? Cuối cùng anh ấy cũng đã hoàn toàn hồi phục lại. Thì các bạn đoán phía hồi trước thì anh ấy như thế nào? Anh ấy sống dở chết dở, hiểu không bạn? Đó, ok, vậy trái nghĩa với nó là gì? Khó nha. Thì các bạn đoán rồi, anh ấy hồi phục thì trước đó có chị bớt mà. Vậy trước đó anh ấy kiểu gì? Anh ấy sắp chết, kiểu vậy. Được chưa? Đó. Có nha. Nếu mà các bạn gọi là phong các bạn có A nè, uncertain case là một cái tình huống mà nó không chắc chắn. Vậy trái nghĩa của nó là gì? Nó chắc chắn. Kiểu như là gì đây? Trước lúc mà anh ấy ở bệnh viện thì anh ấy đó một cái tình huống chắc chắn cho anh ấy. Nhưng mà cuối cùng thì anh ấy lại hoàn toàn hồi phục. Thì có liên quan gì không? Rồi câu B, a last minute decision là gì? Một cái quyết định phút chót, được chưa? Thì trái nghĩa là quyết định ban đầu. Thì nó là một quyết định ban đầu liên quan gì không? À, câu C, a predictable situation, trái nghĩa là một cái tình huống mà nó không dự báo được. Kiểu như là ban đầu ở các bệnh viện thì kiểu như là không thể nào dự báo được cho anh ấy. Nhưng mà cuối cùng anh ấy cũng đã gọi là hồi phục được, ổn không? Cũng có thể ổn, đúng không? Rồi câu D, a severe case là gì? Một cái tình trạng mà nó nghiêm trọng. Thì trái nghĩa một tình trạng mà nó khỏe mạnh, đúng không? Nhưng mà chắc chắn là nó liên quan rồi, đúng không? Quăng vào không thể mà gọi là khỏe mạnh được. Câu này chắc chắn chọn thầy câu C. Thì các bạn đoán thầy touch and go là như thế nào? Đó chính là nó không có thể nào dự báo được trước, được chưa? Đó, kiểu như là như thế nào? Khỏe rồi sau đó lại mệt, hiểu bạn? Khỏe rồi sau đó lại mệt, kiểu như vậy. Được chưa? Nó tốt rồi sau đó lại nó lại xấu, hiểu các bạn? Đó, kiểu như tình trạng của nấy là như thế nào? Một cụm tiếng Việt tự nhiên lúc mà soạn thầy nhớ tiếng Việt, mấy thầy có viết kiểu cụm touch and go cho mấy đứa không? Ủa, cụm tiếng Việt tự nhiên thầy soạn thầy nhớ nó cụm là gì ta? Để thầy nhớ lại nha, bởi vì cụm tiếng Việt rất là hay.
để thầy nhớ lại, thầy hay quên lắm, thầy sợ lắm, sau đó thầy cố gắng thầy nhớ rồi sau đó thầy quên để thầy nhớ lại nha, viết lại. Ủa chứ thầy chỉ gửi mấy đứa hả? Touch and go. Không chắc chắn về một cái kết quả hay là nó đầy trắc trở. Đó, được chưa? Không chắc chắn về kết quả hoặc là nó đầy trắc trở. Hoặc là khó thành đó, thầy ngồi thầy rặn ra những cái nghĩa đó. Khó thành, được chưa? Hoặc là nó đầy trắc trở, hoặc là nó không chắc chắn về kết quả. Không chắc chắn thì mình không thể nào mình dự đoán được. Vậy trái nghiệm của nó là dự đoán được. Được chưa bạn? Ủa sắp bụi tôi ráng lẹm là ba câu được. Hay là thôi là hai câu thành ngữ đúng không? Rồi làm thầy. Làm thầy con số 45, làm thầy con số 45 đi. Có 45 chắc chắn làm được. Football players are known to suffer from relatively high rates of injury compared with participants in other sports and occupancy. Câu này câu dài chắc chắn liên quan về gì? Từ vựng câu A thì như nào? Loại bỏ liền luôn thầy. Được chưa bạn? Rồi, có thể nó là câu C, câu B, có thể câu C hoặc có thể câu D. Được chưa? Nhưng mà các bạn nhớ đề thi minh họa nó ra ví dụ mà compare rồi thì nó ra chỉ compare thôi thì chắc chắn một là câu B, hai là câu D. Được chưa? Câu này chọn gì? B D. Coi kỹ lại nha. Football player là những vận động viên mà, những cầu thủ, những tuyển thủ đá banh thì được nổi tiếng, được biết đến là gì? Suffer from relatively high rates of injury là gì? Được biết đến là gì? Dễ bị chấn thương. Được chưa? Kiểu như là mức độ mà chấn thương nó relatively high là gì? Relatively thầy dạy đó là gì? Tương đối cao thầy dạy đúng không? Thì tương đối cao có gì chết chóc không? Tương đối cao đúng không? Ủa bên nghĩa đúng không? Thì chắc chắn không lại chọn cái gì? Dễ. Được chưa? Nó tương đối cao khi mà kiểu như là so sánh với những cái người vận động viên từ những cái môn thể thao khác hoặc là những cái nghề nghiệp khác, nó phải là gì? Occupation. Được chưa? Đó, cho occupancy là gì? Đó chính là cái sự chiếm hữu với chị chiếm đóng gì đó, các bạn phải biết. Nó không ra đâu. Được chưa các bạn? Occupation đó thầy. Rồi tiếp tục thầy, câu số 46. Làm được. Cái câu này thầy trích từ một cái vấn đề mà dạo gần đây là học sinh ở Việt Nam không thích cho lắm, đó chính là gì? A group of Vietnamese students là gì? Một cái nhóm sinh viên học sinh là đã thắng một cái a prestigious award gì, một cái giải thưởng mà nó danh giá hoặc là có tiếng tăm, tại dạng prestigious rồi ha, có tiếng tăm hoặc danh giá về cho cái việc phát triển như đây, một cái thiết bị mà nó gì không biết đúng không? Engineer gì cũng biết đúng không? Kệ nó. Là chơi thì có thể lắm có điều đó đúng không? Một cái thiết bị gì đó mà nó capable of thì nó có khả năng có thể detecting, phát hiện ra gian lận trong kỳ thi. Mấy đứa thấy cái tin đó vậy? Thấy luôn. Ai mượn? Đúng mấy đứa ai mượn vậy trời? Đó thì các bạn thầy dạy các bạn capable cái gì chết chóc gì không? Không, plagiarism thì có chết chóc gì không? Plagiarism là cái sự gian lận thầy dạy đúng không? Rồi chị câu này chắc chắn là sai sao chứ nào? Câu B. Được chứ, loại bỏ được hết, được chứ bạn. Thì câu này, bởi vì thầy biết là mấy đứa có nên nhớ không? Mấy đứa thầy nghĩ nhớ mang máng được rồi. Engine là từ này nó kiểu như là nó ngây thơ, không biết gì, nó rất là ngây thơ, nó rất là pure, nó rất là trong trẻo gì đó. Câu này nó phải là gì? Một cái thiết bị mà nó thông minh, nó tài tình, nó khéo léo. Thầy chọn gì? Ingenious. Không biết sao? O-S đúng không? Đối với Ingenious, đây chính là tài tình, khéo léo, thông minh. Được chưa? Đó thì cái này là một cái thiết bị mà nó thông minh. Cho nên Ingenious này nó phải đổi lại thành quỷ này. Được chưa bạn? Đó. Ủa xíu, nó hình như sai 98 nữa. À đúng rồi. Thì hai cái này nó chỉ khác, hai cái từ này khác chỗ nào thôi. Engineer là không có o không? Không, cái này có em. Nó có chữ o không? Thầy biết rồi nhưng mà thầy nhớ là thầy đọc một cái bài báo rồi nó nói gì, hai cái từ này nó chỉ khác nhau ở chỗ đó chứ là gì? Chữ y nó sẽ đổi lại thành chữ u thôi, nó chỉ khác một chữ cái thôi. Thầy nhớ là như vậy. Cái gì thầy kiểm tra lại cho. Nhưng mà thầy nghĩ đúng rồi đó. Rồi làm thầy con số một câu khó nữa đi. Câu số 48. If I were you, I would never cling to the past. If I were you, I would never cling to the past. Nếu mà tôi là bạn thì tôi sẽ không bao giờ
ăn mày quá khứ, được chưa? Đó là bám víu quá khứ, được chưa bạn? Đó, lưu luyến vào quá khứ. Thì câu này chắc chắn chọn gì đây? Một câu về để mình khuyên. Câu gì đây? Rồi xong phim OB cái ngủ luôn em ơi. Khuyên các bạn ha, được chưa? Rồi xong được rồi. Tại tính nói làm nữa tự nhiên mấy đứa gấp nó sâu thì hết đúng làm được. Rồi về nha. Ủa ngày hôm nay mới sử dụng bài đọc mà hả? Bởi vì ngày hôm nay mình cũng học trễ 15 phút nữa, 15 phút đủ một bài đọc rồi á. Rồi cho nên về nhà nhắc lại làm cho thầy hai bài đọc nha.